hôm nay họp mất hơi nhiều thời gian. Chị có mệt không ạ? Tôi không sao, cũng may là mọi vướng mắc của các nhà thầu đều đã được giải quyết hết. Công trình lần này sắp xong rồi, nếu mà dự án này hoàn thành, chị sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn đấy ạ. Tôi không sao, tôi sợ là dự án cũ chưa xong, dự án mới đã lại bắt đầu. Miết giờ chẳng có thời gian dành cho gia đình và bạn bè luôn. À, chị nhắc phải nhớ, chiều nay chị có cuộc hẹn với công ty truyền thông để bàn và ký kết hợp đồng làm TVC quảng cáo đấy ạ. Bên đấy hẹn mấy giờ? À, bên này hẹn 2 giờ tại cửa hàng cà phê ạ. Cũng sắp đến giờ rồi đấy, cậu đưa tôi qua đây luôn. Chị mặc này đi ạ. Có sao đâu, mình là con người của công việc. Giờ giấc hẹn với đối tác quan trọng hơn là cái hình thức bề ngoài này. Chị mặc thế này, chắc đối tác không nhận ra chị là sếp tổng của tập đoàn xây dựng đâu ạ. Nếu mà như vậy thì xem như là họ không có con mắt nhìn. Mà trong làm ăn, có mắt nhìn người rất là quan trọng đấy. Vâng ạ, dạ em mời chị ạ. Chị đứng mũi em cầm nhận. Sao hôm nay nhìn chị vui đấy ạ? Lần đầu tiên em thấy chị vừa cầm điện thoại vừa cười đấy ạ. Tôi xem ảnh của mấy người bạn ở trên Facebook, nhìn họ ngày xưa với bây giờ trông khác nhau quá. Có chuyện gì vậy? Tai nạn à? Có cậu bé ngã trước đầu xe mình chị ạ. Để em xuống xem sao. Còn có làm sao không? Cậu chú xem nào. Em kiểm tra xem cậu bé có làm sao không? Cháu nó phanh đột ngột quá, làm em phanh không kịp. Lấy hộ cháu quả bóng với. Không sao là may rồi. Đây bóng này, đứng dậy cho chú con đi nào. Sao thế, cháu đau lắm à? Này, ông lừa chú đấy chứ. Chắc không phải là lừa đâu, nhìn cậu bé đau chân lắm. Thế bây giờ làm nào chị? Còn làm thế nào nữa, đưa cậu bé đi bệnh viện đi. Bây giờ mà đưa đi bệnh viện là chị không kịp gặp đối tác đâu ạ. Không sao, cậu cứ đưa đứa bé đi bệnh viện, tôi tự đón taxi qua gặp đối tác cũng được. Xong việc thì cậu bé quán cà phê đón tôi. Vâng. Thôi, nhanh đưa đứa bé đi bệnh viện đi. Vài trường hợp chỉ vì chậm vài phút mà ân hận cả đời đấy. Vâng ạ. Ừ, khoan đã, cô ơi. Thế còn xe đạp của cháu ạ? Cháu mà mất xe đạp thì bố hiểu mặt cháu chết ạ. Không sao, cháu cứ đi bệnh viện đi. Xe đạp để cô mang về cho. Vâng ạ. Cậu nhớ gọi điện cho bố mẹ của đứa bé đấy. Vâng ạ. Thôi chết rồi. Điện thoại với túi sách của mình đều để trên xe. Còn cái xe đạp này nữa. Làm sao với nó bây giờ nhỉ? Thôi mình đi xe đạp luôn cũng được. Ngày xưa đi học mình cũng đi xe đạp, coi như là ôn lại kỷ niệm. Ký được cái hợp đồng mấy tỷ này, anh sẽ mua ô tô cho em luôn. Rồi, lúc nào đi tiếp khách. Mà đã bao giờ đủ tiền mua ô tô cho em chưa? Thì trước toàn là khách hàng nhỏ, bây giờ là khách hàng lớn, lại còn là tập đoàn xây dựng cơ đây nhá. Mày này, anh có chắc chắn là lần này khách hàng sẽ ký hợp đồng với bên mình không? Anh chắc chắn đến 99,99% luôn. Thì ngày hôm nay anh mới dẫn em đến đây để mà ký hợp đồng nhá. Tôi chết rồi.
tài liệu của anh đâu rồi nhỉ? Đây đây đây, em đã chuẩn bị hết tài liệu trong cốp xe cho anh rồi. Mà này, tính được các khách hàng, anh phải thể hiện bản thân mình cho tốt rồi đấy nhá. Đừng để họ phật tí, rồi mà không ký được hợp đồng ấy, em giận anh luôn đấy. Anh biết rồi, anh nói thật nha, anh chơi thân với cả cái ông trợ lý của sếp tổng tập đoàn bên đấy đấy. Nữa, kiểu gì thì kiểu, anh ta cũng nói đỡ công ty mình vài câu ấy. Đấy, hợp đồng này lần này chắc chắn nằm trong tay công ty mình rồi, không thể thoát được đi đâu đâu. Đi đi đi. Ôi con điên này, mày mù à? Cái con này, mày đi được cái kiểu gì đấy ạ? Mày có tin là tao đập chết mày không? Xin lỗi hai người, xe của tôi không có phanh nên tôi không dừng lại được. Ok kìa, nhìn ai đây? Trông quen thế nhở? Ngọc, mình là Trang, Trang 12A2 đây mà. Biết rồi, tao nhìn thì cái mặt mày nó tao nhận ra rồi biết chưa? Cũng lâu lắm rồi không gặp, cũng phải gần 10 năm rồi ấy nhở? Đúng vậy. Tao cũng không ngờ sau 10 năm mày thay đổi nhiều như thế đấy. Này, em quen cái loại công nhân với cả đi xe đạp như thế này á? Ui, anh thật không ngờ về em đấy. Vớ vẩn, em một gì phải quen với cái loại nghèo hèn bẩn thỉu này làm gì chứ? À, chuyện không phải là như vậy đâu, cậu hiểu nhầm rồi. Mày thôi nghe cái trò hiểu lầm của mày đi. Ngày trước ý, mày cũng bảo hiểu lầm, sao mày vén váy cướp người yêu của tao đấy thôi. Tôi đã nói đây chỉ là hiểu nhầm mà. Tao cũng không ngờ cái loại lẳng lơ như mày cũng có kết cục ngày hôm nay đấy. Quần áo công nhân, đi xe đạp, thật đáng bẩn quá mà. Này, em mà bị con nhà quê này cướp mất bồ á. Ôi, quả đúng là chuyện hài mà. Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của nó ý, mày phải ớn lên rồi đấy. Anh không biết được đâu, nó chuyên dùng cái bộ mặt này để đi ve vã đàn ông đấy. Này, em gái, em thử quậy đuôi anh tí xem nào. Từ bé lớn anh chưa biết cái mùi vị đấy như nào cả. Đấy chỉ là chuyện trước kia thôi anh. Chứ bây giờ trông nó như cái đống rẻ rách thế này, chắc là không thể làm nghề nữa rồi. Mình làm công nhân thôi. Nãy giờ hai người sỉ nhục tôi hơi nhiều rồi đấy. Nếu như đã không thích nhau thì chẳng việc gì phải nói chuyện với nhau cả. Em đi đâu mà vội mà vàng thế? Em đâm vào người yêu anh thì bộ quần áo người yêu anh bẩn này thì ai đến hả? Nãy chỉ là chuyện không may, tôi đã xin lỗi rồi mà. Xin lỗi là xong á? Này, mày có biết cái bộ quần áo của tao đang giá chục triệu không hả? Cái loại nghèo kiết xác như mày cứ nằm ngửa cả năm trời cũng không đủ tiền để đền quần áo cho tao đâu. Chục triệu đúng không? Được, tôi sẽ đền cho cô. Chết rồi, túi sách của mình đã để trên ô tô mất rồi. Ôi trời ơi, em có nghe thấy cái gì không? Cô ta vừa nói là cái gì? Cô ta có cả ô tô cơ đấy. Anh ơi, cái con này nó không chỉ nghèo mà nó còn bị mắc bệnh hoang tưởng nữa anh ạ. Tôi nói là tôi sẽ đền cho cô, nhưng mà bây giờ tôi không có tiền mặt ở đây, phải đợi trợ lý của tôi tới rồi tôi mới đền cho cô được. Hoặc không thì cô đưa số tài khoản, tôi chuyển tiền cho cô cũng được. Thế? Mày nghĩ tao ngu thế á? Mày nghĩ tao sẽ tin lời của mày á? Đưa số tài khoản cho mày để mày chuồn à? Này, không bao giờ có chuyện đấy nhá. Ngay bây giờ ấy, mày mà không đền tiền cho tao thì đừng mong đi được đâu biết chưa? Đừng có nói nhiều nữa, bọn tao không có nhiều thời gian đâu. Mình nhanh lên để bọn tao đi gặp khách hàng nữa. Tôi đã nói là tôi không có tiền ở đây. Đợi lát nữa trợ lý của tôi tới thì tôi sẽ đền tiền cho cô. Nếu mà không có tiền ở đây, mày quỳ xuống xin lỗi tao, dập đầu của mày xuống chân tao ba cái, tao sẽ tha cho. Cô ý hay đấy em ạ. Tôi sẽ không dập đầu trước ai cả. Đúng lại loại gái đi xả mồm anh. Anh đánh nó một trận cho em để xem nó còn cứng đầu nữa không. Ai em thích ấy thì em đi mà đánh, anh cầm túi cho em được không? Chứ anh nói thật nhá, tay anh cả đầu con dài, ai lại đi đánh phụ nữ thế? Mà nói thật, tí mình còn phải gặp khách hàng đánh xui á. Nếu như mà hai người không chịu thì tôi đi. Ai từ nãy đến giờ tao hơi bị khó chịu với thái độ lờ lõ của mày rồi đấy nhá. Mày không đưa tiền đây thì đừng hòng đi được đâu. Ôi cậu bỏ tay ra. Ôi cậu làm gì đấy? Anh Hoàng,
Bọn em đang dạy cho con danh con này một bài học đấy nhá. Con danh này chuyên đi lừa tình người khác thôi. Anh không phải quan tâm nó đâu. Cậu im mồm đi. Cậu biết cậu vừa nói gì không ạ? Anh này là ai đấy hả anh? Anh này là anh Hoàng, trợ lý của sếp tổng của cái tập đoàn xây dựng đấy. Lúc nữa mình đi ký hợp đồng nhá, là anh ấy sẽ nói đỡ cho công ty mình đấy. Sẽ không có bất kỳ việc ký kết hợp đồng nào ở đây cả. Con xanh này, đây là chỗ nào mà trời lên tiếng hả? Này, mày có tin tao bảo một phát thì mày xuống hết xong không hả? Cô câm mồm lại ngay. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không đây? Anh Hoàng, sao anh lại nóng thế hả? Cậu không biết gì à? Tôi nói cho cậu biết nhá, đây là sếp tổng của tập đoàn xây dựng mà tôi đang làm đấy. Anh nói cái gì cơ? Con xanh này là sếp tổng á? Không bao giờ có chuyện đấy. Tôi cảnh cáo cô nhá, cô mà còn xúc phạm nhân phẩm của người khác một lần nữa, tôi kiện cô ra tòa đấy. Anh Hoàng, em không biết. Thật sự là em không biết đi chứ. Cái con này, chị quên. Sếp tổng của anh mặc quần áo công nhân, lại còn đi xe đạp. Em không biết cho nên em mới tưởng như vậy ạ. Mặc áo công nhân thì làm sao? Đi xe đạp thì làm sao? Bộ quần áo trên người cô ta còn chẳng đáng giá đến 1 triệu, mà cô lại đòi hết giá tôi 10 triệu à? Chị, em xin chị đấy ạ. Cái hợp đồng lần này ấy, thật sự rất quan trọng với ở công ty em ý ạ. Nếu như mà công ty có thì chắc là công ty em phá sản mất. Chị ơi, chị mở lòng từ bi, chị thương bọn em chị nhá. Tôi thà ném tiền qua cửa sổ còn hơn là đầu tư cho những cái con người thiếu nhân cách như các người. Chúng ta đi thôi. Anh cái gì? Tại cô đấy. Anh Sang. Mẹ. Con gửi tiền để mẹ thích gì mẹ mua sắm ạ. Thôi con ơi, con cầm lấy đi. Mẹ không cần tiêu nhiều tiền đâu. Đồ đạc rồi quần áo thích ăn con mua hết rồi còn gì. Mẹ cứ cầm lấy cho con vui. Mẹ ở nhà nhưng mà mẹ cứ mua sắm những gì mà mẹ thích. Trách nhiệm của con bây giờ là hiếu kính với cả mẹ mà. Ừ, thế mẹ xin cảm ơn con. Có gì đâu mà mẹ cảm ơn con ạ. Bây giờ giữa con và mẹ thì chỉ có con cảm ơn mẹ thôi. Thôi, con xin phép con đi làm trước đây ạ. Con chào mẹ. Con đi đi nhá. Mẹ. Con đói quá. Mẹ cho con tiền ăn sáng đi. Nhìn con kìa. Bao này tuổi đầu rồi, chả làm ăn gì cả. Chị gái của con đã tìm được việc làm rồi đấy. Thế mà sao bây giờ con vẫn ở nhà con ngồi chơi là thế nào? Mẹ hay nhở. Tại sao mẹ có thể so sánh như thế được? Con là con gái của mẹ đấy. Con chị tao chỉ là con gái của chồng trước thôi. Mà từ trước tới giờ có cái gì tốt mẹ không cho chị ấy, quan tâm chị ấy hơn con mới khiến chị ấy hơn con như thế chứ. Con nói cho mẹ biết, con mới là con gái của mẹ đấy. Uầy, mẹ mới lĩnh lương của chị à? Nhiều phết nhỉ? Cho con ít đi. Đây, cho con tiền ăn sáng này. Gì? Có mỗi 100.000 thôi á? Ăn không đủ no ấy. Mẹ cho con đồng 500 đi. Sao con tiêu gì mà nhiều thế? Thì bây giờ ăn xong thì cũng phải ngồi cà phê chém gió với bạn bè chứ. Thôi, mẹ cho con 500 kia, nhanh lên. Sao thế? Mẹ ốm ạ? Cảm xoáng thôi, dạo này cứ hay tức ngực.
Ôi giời, cũng chỉ là mấy cái bệnh lặt vặt thôi mẹ ạ. Thế mà mẹ cứ làm quá lên. Con có cái ý này này. Hay là tí nữa chị Trang về, trước mặt chị Trang mẹ giả vờ ho thật to lên. Kiểu gì á, chị cũng phải cho mẹ thêm tiền đấy. Sao con suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Con muốn mẹ ốm nặng hơn à? Không, con không nói như thế. Mà ý của con ý, chỉ là chị Trang là giám đốc, nhiều tiền. Chẳng lẽ mẹ ốm lại không cho tiền mẹ đi chữa bệnh à? Với lại mấy ngày nữa con cũng phải đóng tiền học phí rồi. Mà vừa hôm trước cãi nhau với chị bảo không cho con tiền tiêu vặt nữa đâu. Mà mẹ có thấy con khó hiểu thật đấy. Mãi không ra trường được là thế nào đấy? Mẹ không cho thì thôi, mẹ đừng có nói con như thế. Không phải từ trước tới giờ có cái gì tốt mẹ cũng cho chị Trang à? Quan tâm chị ấy hơn cả con. Con cũng như con ghẻ của mẹ ý. Nếu ngày xưa mẹ quan tâm con hơn một chút thì con đâu có đến nỗi như thế này. Thôi được rồi, mẹ xin lỗi. Cũng là tại mẹ. Để mẹ tìm cách lấy tiền cho con nộp học phí nhá. Đấy là mẹ nói nhá, chứ con cũng chẳng có ý gì vòi đâu. Thôi con đi đây. Một vừa ra đấy. Mẹ, mẹ cho con tiền mua đi. iPhone là cái gì? Giấy ơi, sao mẹ lạc hậu thế? iPhone là điện thoại thông minh mà hãng ấy vừa ra cái phiên bản 11 đẹp lắm. Mẹ cho con tiền mua đi. Thế bao nhiêu tiền? Có 39 triệu thôi mẹ ạ. Đẹp long lanh luôn. Mà bạn bè con á, ai cũng có hết cả rồi. Mẹ, con tiền. Sao nhiều tiền thế? 39 triệu cơ á? Mà này, con mua điện thoại rẻ mà dùng. Mà điện thoại của con vẫn đang tốt đi thôi. Mẹ hay nhở. Bạn bè tôi ai cũng có hết rồi. Bây giờ tôi dùng cái điện thoại cũ này, chúng nó cười mặt tôi à? Biết ngay mà. Từ trước tới giờ, lúc nào mẹ cũng quan tâm tới chị Trang, có bao giờ để ý gì đến tôi đâu. Để bây giờ tôi luôn luôn thua kém chị ta về mọi mặt. Mẹ, mẹ xin lỗi. Nhưng mà mẹ không đủ tiền. Mẹ mà không mua cho tôi là tôi nghỉ học đi làm thêm để mua đấy. Làm gì? Mà con đi học làm sao mà đi làm được? Không được. Tôi làm gì thì kệ tôi. Tôi mà có xảy ra chuyện gì thì tất cả là lỗi của mẹ đấy. Chỉ vì cái điện thoại mà mẹ ép tôi đi làm thêm. Rồi không may tôi có phạm cái tội gì thì tất cả là lỗi của mẹ. Thôi được rồi, mẹ xin con. Để mẹ tích góp tiền nửa năm rồi mua cho con nhá. Cái gì? Nửa năm á? Ôi giời ơi, đợi nửa năm của mẹ thì iPhone 11 người ta ra iPhone 12 rồi. Con có ý này, hay là mẹ đi làm thêm đi, xong rồi lấy tiền lương mua điện thoại mới cho con. Đi làm á? Nhưng mà mẹ già yếu như thế này, ai người ta thuê mẹ nữa. Thôi, mẹ đừng có nói ra nói vào nữa. Có mà mẹ lười thì có ý. Chứ con thấy nhá, ở trên phố người ta vẫn tuyển nhân viên phục vụ, có phân biệt tuổi tác cái gì đâu. Mẹ chịu khó đi làm vài tháng xong lấy cái tiền lương mua điện thoại mới cho tôi. Chẳng qua tôi bận việc học chứ không á, tôi cũng đi làm, việc gì phải xin tiền mẹ mua. Thôi được rồi, mẹ sẽ đi làm. Được rồi, bây giờ con sẽ dẫn mẹ lên phố xin việc nhá. Đi đi đi. Đi đi. Đi đi mẹ, đi. Đi. Mẹ ơi, con về rồi. Con có mua hoa quả cho mẹ đây này. Ngọc, mẹ đâu rồi em? Tôi biết làm sao được. Mà mẹ đi đâu chơi thì tôi quản được mẹ à? Chẳng lẽ tôi bắt mẹ ở nhà chắc? Mà mẹ đi một tí rồi mẹ về thôi.
Mẹ, sao nay mẹ về muộn thế? Mà chị Trang vừa tìm mẹ đấy. Mẹ nhớ là đừng nói gì với chưa. Mẹ điên rồi. Đứng lên. Ôi trời ơi, mẹ làm sao đây? Mẹ uống nước đi ạ. Mẹ chịu khó nghỉ ngơi. Bác sĩ bảo mẹ bị kiệt sức nên phải tĩnh dưỡng nhiều. Mọi việc trong nhà cứ để con lo. Thôi, con đi trước đây ạ. Mẹ đóng kịch giỏi như thế đấy. Vừa mới ngã một tí mà chị ta đã tin sái cổ rồi. Mà này, chị ta đưa cho mẹ được bao nhiêu tiền đấy? Con nói gì vậy? Mẹ mệt thật mà. Thôi, mẹ mệt vài ngày thôi đấy. Con đã gọi điện xin chủ quán cho mẹ nghỉ vài ngày thôi, thấy chưa? Con à, có nhất thiết phải mua điện thoại không? Nhất thiết phải mua chứ mẹ. Con đã khoe với tất cả bạn bè của con là con sẽ mua iPhone 11. Mẹ liệu mà như làm đi, chứ không nghỉ nhiều, chủ quán người ta trừ hết lương, chứ làm sao mà đủ tiền mua iPhone cho con được. Nhá. Thôi ngồi đi. Nhá. Dạ, chị dùng gì ạ? Cho tôi một cốc cốt dừa cốm xanh nhá. Dạ vâng ạ. Chị đợi em một chút ạ. Bà Chi, mang nước cho khách. À, vâng ạ. À, cái bà này, mang nước cho khách, nhanh lên. Nhanh lên. À, bà này buồn cười nhỉ? Ôi dồi ôi, trời đất ơi, cái mắt với chả mũi. Mà để đi đâu đây hả? Làm đổ hết nước ra đây. Lương tháng này tôi trừ hết. Có chuyện gì thế? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Hai người quen nhau à? Đây là mẹ của tôi. Sao mẹ tôi làm việc ở chỗ anh? À, tưởng ai? Hóa ra cô là con gái của bà ta hả? Này, tôi nghe nói cô có đứa em nữa đúng không? Cái cô mà xinh đẹp ấy. Cô đấy là đưa bà này đến đây này, cầu xin tôi cho làm việc ở đây mấy tháng đấy. Mẹ, sao lại như thế? Hàng tháng con vẫn đưa đủ tiền cho mẹ cơ mà. Mẹ cần nhiều tiền đến nỗi phải đến đây làm việc à? Mẹ xin lỗi, mẹ có chuyện gì giấu con đúng không? Cái Ngọc nó bắt mẹ đến đây làm việc đúng không? Này, nghe nói cô ta cần tiền mua một cái món đồ gì đấy, cho nên là bắt bà ta đến đây làm việc mấy tháng rồi đưa hết tiền cho cô ta. Mà tôi nói thật nhá, bà ăn ở như thế nào đẻ ra những đứa con ghê chết đi được. Anh thôi đi, từ giờ mẹ tôi sẽ không làm việc ở chỗ của anh nữa. Mẹ ơi tao sắp mua iPhone 11 rồi. Tận 39 triệu rồi ít à? Thì cũng phải từ từ để cho bà già tao gom lúa chứ. Mày yên tâm, mẹ tao chiều tao lắm, thích cái gì mẹ tao mua cho luôn. Rồi rồi,
Mày yên tâm đi, tao mà mua xong á, tao cho chúng mày mượn thao mà chụp ảnh. Ảnh đẹp luôn. Nhá, thôi nhá, thôi nhá. Bye. Ôi dồi ôi, khiếp. Sao chị không đi làm cái gì đi? Đứng như ma làm đấy. Em thật là quá đáng. Tại sao em lại ép mẹ đi làm để lấy tiền cho em? Tiền hàng tháng chị cho em vẫn chưa đủ hay sao? Em muốn có nhiều tiền như vậy để làm gì? Em muốn có tiền thì tại sao không tự đi mà làm? Sao? Sao nào? Mà ai nói cho chị chuyện này? Chị gặp mẹ ở chỗ làm, người ta mắng chửi mẹ chỉ vì là mẹ già, không làm được việc. Em thử nghĩ xem, mẹ từng ấy tuổi rồi, cần phải được nghỉ ngơi. Chị vừa nghe em nói chuyện điện thoại với cả bạn. Em muốn mua iPhone 11 để làm gì? Em có biết là nó mắc tiền như thế nào không? Mà điện thoại của em vẫn đang tốt, tại sao em lại đòi mẹ mua điện thoại mới? Chị im đi! Chị cũng chỉ là con riêng của mẹ tôi thôi. Chị có quyền gì mà nói chuyện với tôi như thế hả? Từ trước tới giờ, cái gì chị cũng hơn tôi. Bây giờ tôi muốn mua gì phải hỏi chị chắc. Là còn định dạy đời tôi á? Mẹ muốn mua điện thoại cho tôi thì mẹ đi làm thêm, chứ tôi có bắt ép gì mẹ đâu. Mà làm ở đó có sao đâu, cũng chỉ là bưng bê rồi là rửa mấy cái chén lặt vặt, không có gì nặng nhọc đâu. Em thôi ngay, con riêng hay là con chung thì cũng là con của mẹ. Chị biết là mẹ thương chị nên chị luôn cố gắng học hành để sau này có thể phụng dưỡng mẹ. Còn em thì sao? Em học bao nhiêu năm mà vẫn không ra được trường. Em có biết là mẹ bị bệnh tim không? Mẹ chỉ còn sống được vài năm nữa thôi. Chị nói cái gì? Mẹ bị bệnh tim? Không thể nào. Chẳng phải mẹ chỉ giả vờ bị bệnh để lấy tiền của chị thôi sao? Bệnh tật thì có ai muốn ôm vào người cơ chứ. Mẹ bị bệnh như vậy nhưng mà em lại hời hợt, không quan tâm gì đến mẹ. Em tính ép mẹ tới chết em mới bằng lòng à? Em thực sự là em không biết mẹ bị bệnh tim. Chị, mẹ đang ở đâu hả chị? Bây giờ em mới hỏi mẹ đang ở đâu à? Bệnh của mẹ nặng thêm như thế này cũng là do em cả đấy. Mẹ mà có mệnh hệ gì thì em ăn hận cả đời. Em sai rồi, chị cho em gặp mẹ đi. Chị, mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ngồi xuống ghế đi. Mẹ có sao không mẹ? Con xin lỗi mẹ vì đã bắt mẹ làm thêm, kiếm tiền để mua sắm cho con. Mẹ không sao. Con hiểu ra tất cả mọi chuyện như thế là tốt rồi. Mẹ không trách con đâu. Hai chị em đừng cãi nhau nữa nhé. Hai con đều là chị em, cần phải yêu thương và thấu hiểu nhau nhiều hơn nhá. Vâng, chúng con hiểu rồi ạ. Mẹ, con hứa với mẹ, từ giờ con sẽ chăm chỉ học hành hơn, không ăn chơi đua đòi nữa. Con sẽ yêu thương mẹ và quan tâm mẹ nhiều hơn. Mẹ giữ sức khỏe để ở bên chúng con mãi mẹ nhớ. Con hiểu thế là tốt rồi. Chị, em xin lỗi chị. Thời gian vừa rồi em đã cư xử quá trẻ con. Em không nhận ra được những điều quan trọng trong cuộc sống. Không có điều gì đứng đợi em mãi được. Từ giờ em hứa em sẽ thay đổi. Chỉ cần em hiểu, gia đình là cái nơi quan trọng nhất, là nơi yên bình mà chúng ta có thể trở về, và không thứ gì có thể thay thế được điều đấy. Như thế là tốt rồi. Hai con của mẹ. Xin lỗi anh, nhìn tổng thể thì anh thực sự rất tài năng, nhưng khuyết điểm hôi miệng của anh sẽ ảnh hưởng đến văn hóa của công ty, nên tôi rất xin lỗi, công ty chúng tôi không nhận anh được. Dự án lần này sếp em rất tâm huyết ạ. Trong hợp đồng này có một số thay đổi nhỏ, đề nghị công ty cử người khác đến làm việc với tôi được không?
Alo. Vâng. Anh đang nhận hàng giúp em với ạ. Vâng ạ. Một thôi. À, My này, anh được cái là học hành không giỏi giang gì, nhưng bù lại được cái đẹp trai, em nhờ. Ừ, đúng rồi đấy. Còn hơn cái loại ấy, học giỏi mà mồm thối, nói ra chả ai ưa. Thôi, đi thôi. Mệt không? Anh còn bao nhiêu việc đang cần phải giải quyết đây này. Thế việc quan trọng hơn em à? Không không. Làm sao mà quan trọng bằng em yêu của anh được cơ chứ. Nào. Mời vào. Đây là bản kế hoạch em đã làm xong. Anh xem trước để mai họp với ban hội đồng quản trị ạ. À, để đấy tí tôi xem nhá. Vâng, em xin phép ạ. Ừ. Anh, dự án gì đây? Dự án của Trang đề xuất em mà. Anh thấy khả thi nên để cho Trang một cơ hội. Cô làm ăn như thế này mới được à? Em xin lỗi ạ. Cô đúng là cái đồ. Tôi thật không có gì mà nói với cô nữa. Em sẽ làm lại tốt hơn ạ.
Trang bị sao đấy? Em bị nhìn miệng anh ạ. Thế nên hôm nay bài thuyết trình không trình bày suôn sẻ đúng không? Vâng, cũng bị ảnh hưởng nhiều ạ. Trang hôm nay tươi thế, khỏi nhiệt rồi à? Vâng, em khỏi rồi ạ. Anh thì đang có hiện tượng bị đây. À, em dùng nước súc miệng với cả kem đánh răng của Sao Thái Dương nhanh khỏi lắm. Anh dùng thử loại này đi. Bên này đang có chương trình quà tặng, mọi người đăng ký dùng thử sản phẩm sẽ cảm thấy rất là tốt. Ôi, cái này tốt này. Cảm ơn Trang nha. Cảm ơn Trang nhé. Tôi đang đứng ở ngoài đường đây. Tôi mặc áo màu trắng. Vâng vâng, em đang tìm đường đây. Chị chờ em một chút, đường hơi lòng vòng. Xin lỗi chị, đường hơi khó tìm. Hoàng, Hoàng Đơ đúng không? Trang, tình cờ quá nhờ. Trùng hợp quá. À, đồ của Trang đây, của Trang hết 245.000. Trang gửi nhá. Thế bây giờ Hoàng là shipper à? Ừ, mình có một khuyết điểm nhỏ nên hơi khó xin việc. Công việc của Hoàng có vất vả không? Cũng vất, nhưng mà tạm được. Chưa nghe nói Hoàng làm ở một tập đoàn lớn cơ mà. Ừ, đó là cơ hội tốt đối với mình. Nhưng mình có một khiếm khuyết nhỏ, miệng mình bị hôi nên bị hỏng nhiều hợp đồng lớn. Hoàng bỏ khẩu trang ra đi, không phải ngại với tớ đâu. Nhưng mà... Đừng lo, tớ là Trang mà. Trời nóng như thế này, bỏ cho mát. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cần phải gọi đâu. Nhận đồ giúp tớ với. Đồ của cậu đây. Cảm ơn Hoàng nhá. Cậu vất vả rồi.
tớ đã thay đổi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ chưa hiểu. Nhờ cậu gửi link chương trình quà tặng sao Thái Dương, tớ đã đăng ký. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù sao đi nữa, Thái Dương vẫn cùng ta. Tình yêu vẫn đẹp sao. Tớ không ngờ là cậu lại hát dở thế đấy. Đấy là tớ chỉ hát tượng trưng thôi, chứ tớ mà hát thật nhá, cậu chỉ có mê. Đấy, tự tin như vậy sẽ giúp được cậu. Sản phẩm của Thái Dương là sự kết hợp của nano bạc chuẩn châu Âu và các tinh dầu thiên nhiên. Bộ đôi sản phẩm nước súc miệng và kem đánh răng sẽ giúp cậu thay đổi hoàn toàn. Cảm ơn cậu lần nữa. Không phải bày đặt đâu. Ngoài cậu, tớ còn giới thiệu cho rất là nhiều người. Mọi người đăng ký dùng thử đều có phản hồi rất là tốt. Ơ, chứ tớ không phải duy nhất à? Thôi, không lan man nữa. Nếu mà cậu muốn cảm ơn tớ thì mời tớ ăn một chầu đi. Tưởng gì, chứ ăn thì đơn giản. Tớ biết có một quán gần đấy ngon lắm. Ôm cho chắc vào không rơi đấy nhá. Rơi thì cậu xuống nhặt. Trang, cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Em đã thay đổi cuộc đời anh. Bây giờ em hãy đồng ý thay đổi cuộc đời anh thêm một lần nữa nhá. Mình đã tìm hiểu nhau hơn một năm rồi. Anh thấy đây là thời điểm đẹp nhất. Anh không muốn chần chừ thêm nữa. Đồng ý làm vợ anh nhá. Cảm ơn anh đã tin tưởng công ty chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác làm việc với một người tài năng như anh. Rất hy vọng chúng ta sẽ có những dự án lớn hơn sau này. Nhất định rồi. Hiểu lầm thôi mà. Thằng ấy là thằng nào? À, đấy đấy là bạn của em. Đừng có mà đóng kịch trước mặt tôi nữa. Nhìn này. Đây là. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nghe chưa? Anh. Càng ngày càng xinh. Thôi đi, lại nhịn người ta rồi. Em chào anh chị ạ. Em xin lỗi, hôm nay tắc đường quá, em lại đi muộn ạ. Ôi, không sao. Này, em ăn sáng chưa? Anh gọi cái bánh mì, ăn đi cho đỡ đói. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À, chiều nay có buổi gặp gỡ bên tập đoàn Thuận Tú ấy. Ngọc chuẩn bị đi em nhá. Dạ vâng ạ. À, nhưng mà đấy là khách hàng của em mà anh. Nhưng mà người ta bảo là người ta không muốn làm việc với em. Em cứ để cô Ngọc đi đi. Rồi tiền thưởng thì chia hai mà. Nhưng mà... Thôi thế nhá. Em cứ ở nhà làm công việc hành chính này đi. Còn việc tiếp đón với cả gặp gỡ đối tác ấy mà, cứ để cô Ngọc cô làm. Vì cô ấy có nhiều kinh nghiệm hơn em. Thế cho nên là nói chuyện thì khách hàng sẽ thuyết phục hơn. Em cứ ở nhà học hỏi đi đã nhá. Ngọc cố gắng chuẩn bị đi em nhá. Cố gắng lấy hợp đồng lần này cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Anh đi đây. Vâng, em chào anh ạ.
đủ chỉ tiêu rồi. Dự ý là sẽ được thưởng lớn đấy. Cái con cha này á, ôi giời ơi, giỏi thì làm được cái gì? Nhìn nó vừa xấu vừa bẩn, cứ như kiểu nhà quê mới lên thành phố ấy. Nó mà đi gặp khách hàng ấy, chắc là người ta bỏ chạy về hết ý. Nhưng mà ấy, tao cũng phải cảm ơn nó. Nhờ nó ấy mà tao sắp được lên chức đấy. Rồi ok, cho tao xin liên hệ đi, tụi tao qua. Thế nhá, bye bye. Lên trước ạ. Yên tâm đi, sẽ sớm thôi. Mà sắp tới ấy, có việc điều chuyển nhân viên thì anh sẽ đề đạt em vào vị trí đó, được chưa? Thời gian này ấy, em kiếm được rất nhiều hợp đồng lớn cho công ty. Cứ thế mà giữ thành tích nhá. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thế thì phải cảm ơn như thế nào đây? Vậy anh thích cái gì ạ? Anh thì anh chỉ thích có mỗi mình em thôi. Cái anh này. Này, cô đi đứng kiểu gì thế hả? Đã xấu lại còn thích thể hiện. Ngồi yên một chỗ thì chết ai? Bực hết cả mình. Ô, Nga Học, em đi gặp đối tác về rồi đấy à? Thế thấy cô mệt không? Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng bình thường, tại quen rồi ấy mà. Sao? Thế cô ký được không? Dạ, hợp đồng trên 10 tỷ anh ạ. Ui, sướng đấy. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Không như ai kia, đã xấu lại còn thích thể hiện. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À mà thôi, em đi báo cáo đây anh ạ. À, thế trưa nay em đi ăn cùng mọi người nhá. Anh nghe nói gần đây có nhà hàng, ăn cũng được đấy. Dạ. Ok em. Nào, mọi người nghỉ tay tí, tôi có một vài thông tin quan trọng muốn thông báo đây. Cô Ngọc, trong thời gian vừa qua, cô ấy đã có rất nhiều thành tích xuất sắc. Hôm qua cô ấy vừa ký một hợp đồng trị giá hơn 10 tỷ cho công ty mình. Thế nên hôm nay công ty đã quyết định thăng chức cho cô ấy lên thành phó phòng kinh doanh. Mọi người cùng nhiệt liệt hoan nghênh nào. Dạ, cảm ơn ạ. Khách hàng 10 tỷ là bên tập đoàn Thuận Tú đúng không? Ừ, đúng vậy. À, mà cảm ơn bà nhá. Đã lấy được khách hàng về cho tôi. Nhưng đấy là khách hàng của tôi mà. Thì sao nào? Khách hàng là của bà, nhưng mà người lấy được hợp đồng của là tôi cơ mà. Mà ấy, bà còn ở lại cái công ty này thì là nhờ tôi lấy được hợp đồng rồi đấy. Nhưng mà... Sao? Bà định tranh công với tôi á? Bà thử nhìn lại mình xem có cái chỗ nào mà đòi tranh công được với tôi hả? Dựa vào mấy cái bằng khen của bà. Thôi, bà đừng có mà tự đề cao bản thân của mình quá. Tôi thì sao? Dù gì, tôi cũng tự đứng trên đôi chân của mình, thực lực của mình. Bây giờ là cái thời đại nào rồi hả? Không có nhan sắc ấy, làm được cái gì? Mà không có tôi ở đây thì cô bị đuổi lâu rồi đấy. Đừng đấy mà kêu ca nữa à? Cô thực sự là... Tôi làm sao? Cô đừng có mà đứng đây tỏ ra mình là người bị hại đây đi. Đã xấu xí là thích thể hiện. Mà nói cho cô biết nhá, tại sao tôi chưa bị cô nhá. Cô thử nhìn lại mình đi, rồi nhìn lại tôi xem. Đi cùng cô ấy thì người ta cũng chỉ quan tâm đến tôi mà thôi. Còn cô ấy mãi mãi cũng chỉ là con vịt xấu xí bám đuôi thiên nga. Từ giờ ấy, ra đường đừng mà tôi quen cô. Nhìn cô ấy mà tôi thấy buồn nôn rồi đấy. Đúng là đã xấu là còn xa. Thank you.
hoàng. Cảm ơn anh đã tin tưởng công ty của chúng em ạ. Hạng mục này bên em là giỏi nhất đấy anh ạ. Anh hoàn toàn có thể yên tâm vào chúng em ạ. Dạ vâng ạ. Có gì không hiểu anh có thể hỏi em. Em sẽ tư vấn giúp anh ạ. À, không cần đâu. Mà hình như công ty mình có một cô nhân viên tên là Trang đúng không? Dạ vâng ạ. Trước thì bên công ty em có một nhân viên sale tên là Trang. Nhưng mà thời gian gần đây cô ấy nghỉ việc rồi anh ạ. Mà có chuyện gì hả anh? À, đúng vậy ạ. Cô ấy đã không làm ở chỗ chúng em nữa rồi ạ. Những chuyện mà cô ấy làm đều không liên quan đến công ty của chúng em. Có phải cô ấy làm gì để đắc tội với cả anh không? Vậy sao? Thế thì buồn nhỉ? À mà anh ơi, em mời anh xem qua bản hợp đồng, xem hôm nay chúng ta có thể ký kết được không ạ? À, tôi đến đây để gặp cô Trang và muốn nghe cô ấy tư vấn. Tôi làm việc với cô ấy quen rồi. Nhưng mà anh ơi, cô ấy nghỉ việc rồi ạ. Anh xem giúp em. Ai nói tôi đã nghỉ việc? Cô lại đi cướp khách hàng của tôi sao? Chào anh, tôi là Trang. Sao vậy? Hai người không nhận ra tôi à? Cô... sao cô... ngạc nhiên lắm sao? Cô đừng tưởng một mình đẹp. Cô đây rồi. Cảm ơn cô vì hôm trước đã nhặt giúp tôi giấy tờ. Không có gì. Hôm nay anh đến đây để bàn công việc sao? Đúng vậy. Trước đó tôi có gọi điện cho cô và nghe cô tư vấn rất hay. Hôm nay tôi muốn đến đây gặp cô là để cảm ơn trực tiếp và để bàn kỹ về hợp đồng. Được thôi, mời anh qua đây. Ơ, chúng tôi đang nói chuyện với anh Hoàng cơ mà. Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với người có chuyên môn và hiểu sâu về công việc. Chứ tôi không muốn nói chuyện với một người ngực to nhưng đầu óc thì tỷ lệ nghịch. Cảm ơn cô. Cô phân tích rất rõ ràng. Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý liên lạc với cô. Cảm ơn anh. Năng lực của cô rất khá. Cô có muốn chuyển công tác không? Công ty tôi luôn mở cửa chào đón cô. Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ. Được, tôi đi đây. Chào anh. Cô đừng tưởng mình giỏi. Cô ấy cũng chỉ nhờ dao kéo mà thôi. Thì sao? Tôi không trộm, không cắp của ai thì tôi sợ gì? Còn cô, người chỉ biết dùng mặt và thân thể thì sẽ chẳng bao giờ lâu dài được đâu. Cô nghĩ mình cần có thể công ty lâu được sao? Mà tôi dùng cái bộ mặt này thì sao? Bây giờ ấy, tôi cũng là phó phòng rồi. Còn cô ấy, mãi mãi cũng chỉ là nhân viên quen mà thôi. Cảm ơn cô. Tôi không cần vị trí này. Cô cứ giữ lại cho mình đi. Tôi sẽ tự đi bằng đôi chân của mình. Tạm biệt. Tốt mà. Cà phê của anh đây. Tôi cảm ơn. Cứ để đấy cho tôi. Mà anh đọc gì mà cười tủm tỉm thế kia? Tôi đang đọc báo, trên báo hay 24 giờ. Ở đây cập nhật thông tin rất là nhanh chóng, phân tích thì lại nhiều khía cạnh, góc nhìn khá là thú vị. Tưởng gì, chứ app báo hay 24 giờ em tải về từ lâu rồi. Rất là nhiều người dùng đấy anh ạ. Thế mà tôi cứ tưởng có mỗi một mình tôi biết đấy. Thế còn chương trình khuyến mãi, anh đã biết chưa? Cái gì cơ? Đọc báo free mà lại có cả ưu đãi á? Chứ sao nữa? Anh chỉ cần đăng nhập vào này, đọc báo và chia sẻ bài báo của mình thôi. Khi mà nhận được rồi, anh sẽ nhận một chiếc đèn ông sao. Đủ 5 chiếc đèn ông sao đó, anh sẽ được đổi một phần quà. Có thể là thẻ điện thoại này, hoặc là voucher giảm giá, hoặc là tiền xu nữa đấy. Cái này đơn giản, tôi làm được. Cơ mà chưa hết đâu nhá. Khi mà anh mời bạn bè của mình sử dụng này sẽ nhận là 14k một người và được thêm một chiếc bánh trung thu. Chỉ cần 3 cái bánh trung thu thôi là bằng 5 chiếc đèn trung thu rồi. Được nhận luôn cả những cái phần quà ưu đãi như ban nãy đấy. Dễ như ăn bánh ấy nhỉ. Đấy, đơn giản lắm mà lại còn dễ thực hiện nữa. Lâu lâu em phải tặng cái thẻ điện thoại, tiện lắm cơ ý. Này, thế cô có biết chương trình nếu mà mình đăng nhập liên tục trong vòng 1 tuần ấy thì sẽ có cơ hội được chia số tiền từ 100 triệu đồng chưa? Ơ, có thật hả anh? Đây nhá. Trên app ấy có nói rất là rõ này. Ví dụ khi có 10 người sử dụng đăng nhập app một lần mỗi ngày
thì 100 triệu đấy sẽ được chia đều cho 10 người đó. Ố, có thật này. Ơ, sao lại có mặt nó ở trên này? Cô quen cô ấy à? Thì em là thư ký của anh, đương nhiên những cái gì về công ty em phải nắm rõ rồi. Mà nó ngày trước từng học ở trường em. Con này nó chỉ làm màu thôi anh ơi. Cô gái nhân viên mới vào làm của công ty mình, nhưng mà tôi thấy cô ấy rất có năng lực mà lại còn rất là tốt bụng nữa. Cô ta chỉ làm màu thôi anh, em biết quá rõ về nó mà. Ngày trước nhà nó nghèo lắm, chỉ như mình được vô gia cư thôi. Bây giờ có tí fame vào bắt đầu làm lố đấy. Tôi thì không nghĩ như vậy. Bởi vì cô ấy đã phải rơi vào hoàn cảnh như thế rồi thì mới hiểu được cái nỗi khổ của người nghèo. Không phải ai cũng được như vậy đâu. Thì em có nói gì đâu anh. Cô ấy chưa chắc đã có cuộc sống khá giả hơn chúng ta. Nhưng mà cô ta có những thứ mà chúng ta không thể có được. Chúng ta nên phải học theo cô ta nhiều đấy. Thôi, em biết rồi. Em xin phép anh ạ. Ngày trước thì đi học, bây giờ thì đi làm. Mày vẫn ngáng đường tao. Để tao xem, mày còn ngáng đường tao đến bao giờ nữa. Này, tôi đã chuyển khoản cho cậu tất cả số tiền đấy rồi. Cái số tiền đó không phải là nhỏ đâu. Liệu mà diễn cho đã đạt vào đấy. Bà chị mà phải lo cái nghề ăn vạ của thằng Hiếu Phèo này á. Được, đi đi. Chị ăn ngon miệng nhá. Anh ăn ngon miệng ạ. Đến sau để xếp hàng đi. Con này, lùi xuống. Cháu chúc cô ăn ngon miệng ạ. Chúc anh ăn ngon miệng. Anh ơi, anh đã có phần rồi thì anh để cho bé xuất cơm này đi ạ. Suất cơm này là cuối cùng rồi ạ. Tôi nhịn đói một tuần nay rồi, phải ăn 2 suất này mới đủ. Mà nó bé cần gì phải ăn nhiều. Tôi đây này, bệnh tật đầy người, không ăn không chịu nổi được đâu. Cô ơi, cô cho cháu cơm đi ạ. Một suất thôi cũng được. Cháu phải mang suất cơm này về cho bà cháu. Bà cháu ốm nặng, không đi lấy cơm được nữa. Đây, anh ơi, anh cầm giúp tôi số tiền này, anh đi mua hộp cơm khác, còn suất này anh để cho bé được không ạ? Cho thì xin nhá. Anh ơi, anh cầm tiền rồi thì anh phải đưa cho tôi hộp cơm chứ ạ? Cho rồi lại đòi lại là sao? Thế thì lương thiện cái gì nữa? Con ơi. Diễn tốt lắm, tiếp tục đi. Cầm lấy. Cháu cảm ơn cô ạ. Cô ơi, cô giúp cháu, cô cầm lấy số tiền này, cô đi mua hộp cơm khác giúp cháu nhá. Cô xin. Phần của con đây. Con cảm ơn cô ạ. Con ngoan lắm. Anh ơi, anh làm sao thế ạ? Cô cho chúng tôi ăn đồ bẩn thỉu phải không? Chưa gì ăn tôi đã bị đau bụng rồi. Tôi chết rồi, không ổn rồi. Quả này thì mày chết chắc rồi. Lợi dụng người nghèo để đánh bóng tên tuổi đúng không? Cô cho chúng tôi ăn đồ bẩn đồ thỉu, đồ bỏ đi chứ gì. Cậu thôi đi, cậu đến đây để phá quấy đấy à? Cái suất cơm này đối với cậu nó không quan trọng, nhưng với những người như chúng tôi là rất quan trọng đấy. Đấy, làm gì có những cái người nghèo nào mà lại đầu tóc mới lại xăm trổ thế kia. Ôi ơi, đánh người, bớ người ta. Đã đi phát đồ bẩn rồi lại còn đánh người. Tôi đắc tội gì với cô? Đồ độc ác. Anh này, nếu mà anh còn cố ý phá hoại ở đây nữa ấy, tôi sẽ báo công an đấy. Cầy ngày không sợ chết đứng. Chúng tôi sẽ làm chứng. Con sẽ làm chứng cho
cô. Đúng rồi, tôi sẽ làm chứng cho cô. Các người, con danh con này, mày đợi đấy. Anh ơi, anh sẽ giúp em ạ. Của cô đây. Em cảm ơn anh. À mà anh biết tin gì chưa ạ? Tin gì? À, chẳng là hôm trước Linh bị bóc phốt anh ạ. Cô ta làm màu để đánh bóng tên tuổi nhằm bán hàng online. Đây này, em có gặp clip. Cô ta đã chửi người nghèo rồi lại còn cho họ ăn cơm thiu nữa chứ. Sao lại có chuyện như này được? Chắc là có nhầm lẫn rồi. Ôi trời, nhầm lẫn gì hả anh? Nhìn cô ta giả vờ ngây thơ, yếu đuối như vậy thôi. Thực ra chỉ để lừa biết bao nhiêu người. Cứ như em đây, thẳng như ruột ngựa. Nhiều khi nghe thì mất lòng, nhưng mà thẳng thắn lắm đây anh ạ. Vì hôm trước anh nói với em là đôi khi chúng ta không làm những điều như Linh làm. Vậy nên em quyết định từ ngày mai em sẽ đi từ thiện để giúp đỡ người nghèo. Anh thấy thế nào? Không dễ dàng như thế đâu. Anh tin em đi, nhất định em sẽ làm được mà. Sao? Anh có đi cùng em không ạ? Vậy em đi trước nhỉ? Này! Ê! Chụp ảnh đã! Góc vào bên này này, chụp có tâm vào. Đẹp không? Ok. Đi đi. Ui. Mẹ, hồi chết đi được, sợ quá. Mới thế mà đã kêu rồi. Đây. Chỉ có cái con Linh xuất thân nó bẩn hèn như thế thì mới không chê cái bọn này. Kinh khủng. Thôi, cho tôi xin một ít đồ. Này, xin cái gì mà xin. Bà nhìn bà đi. Eo ôi này, bẩn thỉu hôi hám này, già nua bệnh tật nữa. Thôi, bà chết đi cho rộng đất nhá. Cô làm ơn làm phước cho tôi xin đi một ít đồ đi. Tôi sẽ cảm ơn cô bằng những lời cầu nguyện. Cầu cho cô, gia đình nhà cô có sức khỏe, hạnh phúc. Cầu nguyện á? Thôi, tôi xin khiếu đi. Nếu mà trên đời này chỉ cần có cầu nguyện là xong ấy, thì bà đã không nghèo hèn với cả khổ sở như này rồi. Chỉ vì anh Trung thương hại mấy cái loại nghèo hèn bẩn thỉu như các người nên tôi mới làm tới thôi. Cái thời buổi này bây giờ làm gì có ai thật tâm từ thiện nữa hả? Thôi đi. Cô nên nhớ, tôi cũng từng là người đã đi xin ăn ở những nơi phát cơm thiện nguyện như này. Vậy tôi cũng là thành phần ăn bám xã hội như cô nói à? Sao anh ở đây ạ? Rõ ràng anh đang họp cơ mà. Tôi nghĩ cô có lòng thì tôi cũng có dạ để đến đây phát cơm cùng với mọi người, để nhắc nhở bản thân của mình đã phải cố gắng như nào để thoát khỏi cái cảnh nghèo đói, và cũng muốn giúp những người có hoàn cảnh như tôi để có cơ hội giống như tôi hiện tại. Em chào sếp ạ. Cô Linh à, công ty của chúng ta ấy rất là vui vì có những người nhân viên như cô đấy, biết giúp đỡ sẻ chia cùng với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cô ta chỉ làm màu thôi. Em có bằng chứng mà. Bằng chứng đâu? Thằng kia, lại đây. Em đây ạ.
Cậu là cái người ăn xin hôm đấy cơ mà. Sao? Đổi đời nhanh thế? Chính là anh Đạ. Hóa ra cô là người đứng sau việc này à? Đúng vậy. Tôi làm như thế là lấy đột cái mặt nạ của cô ra để cho mọi người biết bản chất thật của cô. Cô Linh, cô là người tốt, đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ làm chứng cho cô ấy. Đúng vậy, tôi làm chứng cho cô ấy. Đúng rồi, cô ấy là người tốt, tôi cũng làm chứng cho cô ấy. Cảm ơn mọi người. Cô Thư này, từ ngày mai, à không, từ giờ phút này trở đi, cô không còn làm nhân viên của công ty này nữa. Cô Liệu về dọn đồ đạc đi. Anh không thể đuổi tôi được. Trên đời này ấy, mọi thứ đều có thể xảy ra. Cô sống ở vị trí cao quen rồi thì hãy cố gắng nhìn xuống dưới để sống cho biết điều hơn đi. Mình đi thôi ạ. Mọi người, mình ra đằng kia lấy suất cơm của mình thôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Mất công thuê. Thank you.
Hương, em làm gì đấy? Ui, em xuống đây. Em làm gì mà leo lên đấy? Bóng đèn bị hỏng anh ạ. Em lên đấy để mà lắp lại xem có được không? Cứ để đấy, tí nữa anh sửa cho. Em lần sau không như thế nữa nhá, nguy hiểm. Em biết rồi mà. Mà hôm nay ấy, Linh về quê gấp, cho nên chỉ có hai chúng ta ăn cơm với nhau thôi. Linh gọi cho em rồi anh ạ. Thế à? Em có chai rượu ngon lắm, mình uống tí nhá. Thôi, anh không uống mấy cái này đâu. Uống với em một tí đi mà, ngon cực kỳ luôn đấy. Đi. Có anh đây. Uống một tí thôi nhá. Nhất trí. Linh. Ngon không? Uống thêm tí nữa đi. Nhung. Tí. Cầm lấy. Sớm thế, tôi tưởng mày đi có việc cơ mà. Tôi hỏi cô, anh Trung đâu? Anh Trung á? Anh đi vệ sinh rồi. Cô là đồ khốn nạn. Tôi nghĩ bà nên rời khỏi đây đi. Chỗ này không có chỗ cho bà đâu. Cái gì cơ? Bà thấy không, cái nhà này là của tôi, cái giường này cũng là của tôi nốt, kể cả anh Trung nữa, cũng đều là của tôi. Có em đi cho tôi. Tôi nói không đúng à? Bà nhìn lại bà đi. Bà bị vô sinh cơ mà. Chỉ là một cái quả cau điếc thôi. Không có con cho anh Trung. Anh ấy thì ao ước có một đứa con. Và tôi thì bây giờ có rồi đây này. Tôi mới là vợ đích thực của anh ấy. Tao hận mày anh Trung ơi. Linh, em làm cái gì đấy? Anh ơi, cô ấy muốn giết con của chúng mình đấy. Bây giờ tôi mới biết tôi đã cõng rắn cắn gà nhà đấy. Em thôi đi. Thưa đã có bầu, em đừng có làm cô ấy sợ. Có bầu á? Thế còn tôi là cái gì của anh? Anh xin lỗi. Nhưng mà chuyện đã đến nước này thì Anh giỏi lắm. Linh! Anh! Ôi, anh đang mộng. Rồi. Không sao. Thank you.
làm sao không? Linh, là em à? Sao em lại thế này? Anh Quy. Thôi, cứ đứng lên đã. Là anh đây. 5 năm trước em từ chối tình cảm của anh, để bây giờ em nhận cuộc sống như thế này đấy. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh đã nói là anh sai rồi. Alo. Này, tôi đã giúp cô làm giả giấy khám thai, giúp cô qua mặt người tình để cô biến từ người không có thai thành người có thai. Nhưng mà có 50 triệu tiền phí thôi. Sao cô cứ nhìn nhằng để tôi đòi mãi nhỉ? Alo. Alo. Anh à? Anh bị sao đấy? Anh phải nghe em giải thích đã. Cô mưu mô hơn tôi tưởng. Chúng mình chưa có con mà rồi sẽ có mà. Anh yên tâm đi nhá. Cô im mồm đi. Cô nói với tôi là cô có thai, cho nên tôi đã vì cô mà bất chấp tất cả. Cũng chỉ vì cô mà tôi đã phải bỏ vợ của mình để chạy ra con đấy, cô hiểu chưa? Hóa ra là anh không yêu em à? Anh chỉ vì đứa con thôi có đúng không? Tôi căm thù cô. Cô phải gọi nhà tôi. Em xin anh tha thứ cho em đi mà. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ đón vợ tôi về. Tôi mong rằng cô đừng có làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi nữa. Và bây giờ đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Được. Đi. Tôi về lấy đồ. Cô đi đi. Đứng ở đây làm cái gì? Có phải là anh muốn ly hôn đúng không? Anh viết đơn đi tôi ký. Ok. Anh biết anh sai rồi. Em tha thứ cho anh nhá. Em phải về anh có được không? Anh không cần phải nói gì nữa đâu. Tất cả đã muộn rồi. Ok, Linh. Anh. Này, mày không nghe thấy cô ấy bảo không muốn đâu. Chuyện của nhà mày à? 5 năm trước cô ấy chọn mày, tao ngậm ngùi đứng phía sau. Nhưng mày không biết trân trọng cô ấy. Bây giờ mày hết cơ hội rồi. Chính tao sẽ bảo vệ cô ấy. Linh. Anh. Tôi về lấy đồ rồi đi luôn. Ngày nào em cũng mút kem. Bây giờ em cứ ăn nhiều như thế, sâu răng thì làm sao? Sâu răng cũng chẳng sao cả. Em có anh chồng ế rồi cơ mà. Anh này, Đông Nhi với ông Cao Thắng ấy cưới nhau rồi đấy. Ừ, anh biết. Chuyện đấy ở trên mạng người ta đăng tin đầy ra. Thì người ta cưới nhau rồi, thế mình bao giờ mới cưới nhau hả anh? Sao tự nhiên em lại nhắc chuyện cưới xin? Yêu nhau xong rồi cưới nhau là chuyện bình thường mà. Sao anh phản ứng mạnh thế? Không phải. À, chỉ vì là anh thấy em nhắc tới chuyện cưới xin ấy thì anh hơi bất ngờ thôi. Bất ngờ á? Hay là anh không muốn cưới em? Anh chỉ muốn chơi bời với em thôi đúng không? Em nói cái gì đấy? Chúng ta yêu nhau thật lòng, chơi bời gì mà chơi bời. Thật lòng? Thế sao anh không cưới em? Không phải là anh không muốn cưới em,
mà là chúng ta còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện kết hôn. Em nói cho anh biết nhá, này, chúng ta yêu nhau lâu rồi này, xong rồi cũng học xong rồi, bây giờ cưới nhau ấy là thời điểm thích hợp nhất. Nhưng mà anh đã nói với em rồi, anh không có ý định kết hôn sớm. À, hay là không phải là anh không muốn cưới em, anh chỉ lợi dụng em, anh làm tao sợ anh. Kìa em, sao đấy? Ở đây bao nhiêu người, nói bé bé thôi. Được gì phải nói bé, anh làm đâu sợ anh. Thực sự ấy, em bỏ ngay cái tính trẻ con của em đi. Suốt ngày em giận dỗi mà em không biết chán à? Bây giờ em mới ra trường, công việc thì không có. Bây giờ tại sao em không lo sự nghiệp của mình trước đi, rồi nghĩ đến chuyện kết hôn sau? Sao cơ? Bây giờ anh còn chê em, anh bảo là em lông bông nữa. Thôi, thực sự là em muốn nghĩ gì thì nghĩ. Anh mệt lắm. Yêu em mà anh còn cảm thấy mệt mỏi thì thôi, bây giờ mình chia tay đi. Linh! Ôi, anh còn cứ tưởng anh nhìn nhầm, hóa ra đúng là em rồi. Em nghe nói là anh đang du học ở bên Đức cơ mà, sao bây giờ anh đã ở đây rồi? Em thật là người vô tâm đấy, em chẳng quan tâm anh gì cả. Anh đi du học ở bên Đức ấy, học xong được 2 năm nay rồi, nhưng mà anh mới về Việt Nam làm việc được 2 tháng nay. Anh ơi, nhanh thật đấy nhở, mới đó mà đã mấy năm rồi. Nhanh thật đấy, mới đó mà thấm thoát cũng được mấy năm rồi. Có thể em quên chứ thật sự anh không bao giờ có thể quên được cái ngày hôm đấy. Việc chúng mình chia tay anh cứ ngỡ mới như ngày hôm qua vậy. Chuyện đã qua rồi, anh đừng có nhắc lại nữa. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh ấy, đó chính là bỏ em ở lại để đi du học đấy. Em có biết không? Bây giờ anh trở về rồi, anh hy vọng anh sẽ có cơ hội để bù đắp và sửa chữa những sai lầm của anh. Em cảm ơn anh vì anh đã nhớ tới em, nhưng mà bây giờ em đã có người yêu rồi. Cái cậu người yêu đấy của em ấy không mang lại được hạnh phúc cho em đâu. Kìa, anh đã gặp anh ấy đâu mà anh nói thế nhở? Có thể là em không biết chứ, anh ngày nào cũng theo dõi em qua mạng xã hội đấy, em có biết không? Em rất tiếc, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ là người yêu cũ thôi. Em chưa kết hôn ấy thì anh vẫn còn có cơ hội. Mà anh nói thật nhá, cái thằng người yêu cũ của em ấy, anh nhìn chả có tí gì xứng đáng với em cả. Anh đã gặp anh ấy đâu nhở? Sao anh cứ nói về người yêu em như thế? Em không thích đâu. Không thích thì em cho anh xin lỗi nhá. Thôi, đằng nào lâu rồi chúng mình cũng không gặp nhau, bây giờ anh mời em đi uống cốc nước để chúng mình trò chuyện, xong rồi bàn lại chuyện ngày xưa nhá. Bây giờ cũng muộn rồi, chắc em phải về luôn đây. Thế nếu mà về thì để anh đưa em về nhá. Thôi đi để anh đưa em về, không phải ngại đâu, khổ quá. Anh ta là ai mà sao Linh lại? Sao đấy? Em có chút chuyện muốn nhờ anh ạ. Anh có thể cho em vay ít tiền được không ạ? Em để quên ví ở nhà rồi mà còn chưa trả tiền nước nữa ạ. Cô cầm lấy. Ôi, anh ga lăng thật đấy. Nhưng mà em muốn xin anh số điện thoại để có gì em còn trả lại tiền cho anh nữa chứ. Thôi, nó có đáng bao nhiêu đâu, cô không cần phải trả lại tôi đâu. Sao lại thế? Tính của em là rất là sòng phẳng. Nợ tiền của anh một tí này mà em còn chưa trả được, làm sao mà em trả nợ tình cho anh được? Cô nói cứ như là cô là chuyên gia tư vấn tình cảm đấy nhỉ? Sao lại biết? Em chính là chuyên viên tư vấn tình cảm đấy. Này, cô đang đùa tôi đấy à? Em đâu có đùa anh đâu. Anh không tin ấy,
thì anh cứ thử hỏi em xem nào. Được. Vậy tôi hỏi cô nhá. Tôi và người yêu tôi đang giận nhau. Bây giờ tôi muốn người yêu tôi hết giận tôi và quay lại với tôi như xưa thì phải làm thế nào? Anh có muốn nghe câu trả lời thật lòng không? Cô nói đi. Nếu mà một người con gái mà không biết trân trọng tình cảm của người yêu mình ấy thì không nên tiếc rẻ làm gì anh ạ. Ở ngoài kia kìa, có biết bao nhiêu cô gái cần được yêu thương, cần được chăm sóc mà lại không có người yêu nữa. Anh nên chọn những cô gái mà thực sự là tốt với anh ạ. Như là em chẳng hạn. Hình như kia là thằng người yêu em thì phải nhỉ? Hình như nó đang ôm ấp cô nào kìa. Tôi hỏi cô, ai cho cô ôm cổ người yêu tôi? Ok, Linh, em giữ bình tĩnh đi. Thực sự là anh không biết cô ta là ai đâu. Anh à, anh nói như vậy làm em buồn đấy. Dù gì từ nãy đến giờ mình đã rất vui vẻ cơ mà. Cái gì cơ? Lại còn vui vẻ nữa? Cái loại con rác 23 như cô biết xấu hổ à? Được rồi, để tôi lôi cô ra ngoài kia, để cho cả cái xã hội này biết cái bộ mặt của cô. Ôi, đừng! Phải nghe tôi giải thích đã. Giải thích để làm gì? Rồi, tôi sẽ để cho mọi người quay phim chụp ảnh cô. Rồi nhá, cái bộ mặt của cô còn dám ra ngoài đường nữa không? Đi đi! Anh cứu tôi đi chứ anh Sang. Sao? Cô còn quen với anh Sang á? Chứ còn sao nữa? Không phải anh ta thì ai? Chính anh ta thuê tôi để tán tỉnh anh Trung yêu cô ấy kìa. Để cô giận với hai người bỏ nhau đấy. Em nghe cô ta nói linh tinh. Anh biết cô ta là ai không? Quay mồm đi. Chuyện đã sáng tỏ như ban ngày rồi, bây giờ anh còn chối à? Đúng là cái loại tiểu nhân. Tiểu nhân đây thì làm sao à? Tôi nói cho ông biết nha. Cái thời buổi này ấy, nếu như mà không dùng thủ đoạn ấy thì sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Ông hiểu không? Cái loại người như anh sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì đâu. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế, sau này lại càng không. Anh chưa bao giờ yêu thật lòng ai cả. Em thấy em yêu thằng người yêu em thật lòng thì đủ là có được cái gì đâu. Anh nhầm rồi, tôi và anh Trung yêu nhau ấy sẽ không bao giờ bị thứ gì phá vỡ cả. À, có thể là sau này chúng tôi không cưới nhau đấy, nhưng mà bây giờ ấy chúng tôi cũng tự hào vì chúng tôi đã có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Còn cái loại người như anh ấy, tôi thấy xấu hổ vì tôi đã là người yêu cũ của anh ấy. Thôi em không phải phí lời với cái loại người như anh ta làm gì cả. Cái loại mà không yêu thật lòng ai bao giờ ấy thì sẽ không hiểu tình yêu là gì đâu. Lại còn cả anh nữa đấy. Liệu mà chuyển khoản cho tôi đi. Này nhá, ngoài cả tiền tán tỉnh ra, còn tiền làm tóc này, lại còn cả tiền quần áo nữa. Giờ hết cả đồ của tôi rồi. Đúng mà, rách việc. Anh kia. Ê, này cô kia. Ở lại đã, chuyện của chúng ta chưa xong. Tôi nói thật, tôi không tiếc gì đâu. Nhưng mà ấy, với cái bản chất và cái loại người như cô ấy, 1.000 tôi cũng tiếc. Đưa trả tôi tiền. Cảm ơn. Thực sự ấy, là bây giờ anh đã được mở mang tầm mắt rồi. Chắc là sau này mình cưới nhau ấy, anh cũng chẳng sống ngoại tình đâu. Anh có giả mắt nữa. Anh chỉ đùa thôi mà. Nhưng mà lúc nãy anh hỏi chuyện cưới xin là sao đấy? Thì anh đang tính trước chuyện tương lai của chúng mình ấy. Thì đằng nào mình cưới nhau ấy, sớm hay muộn thì cũng phải cưới. Mình cứ cưới sớm hơn một tí thì mình được đàng hoàng hợp pháp làm chuyện đấy. Chuyện đấy là chuyện gì cơ? Thì là chuyện mình cưới nhau ấy. Ờ. Bi phải không? Ừ. Ngọc đúng không? Mà lâu lắm không gặp, trông bà dạo này trông khác quá nhỉ. Mà đây là đây là Trang, bạn của mình. Trang đây là Ngọc, bạn cấp 3 của Bi đấy. Chào bạn. Chào Trang, mình là Ngọc nhá. Xin lỗi nhá. Alo chị ơi, đội nhà anh Minh Pro cho người sang đập quán nhà mình chị ơi. Việc. Đánh nổ mẹ nó đi. Ôi chúng nó đông lắm chị ơi. Bây giờ anh em ở đây bây giờ đang khóa chặt cửa nhà vào rồi. Có gì mà bảo nó đến tìm tao nhá. Ôi vâng ạ. Vâng.
Thế nhá. Mà trời nắng quá nhờ. Hay là chúng mình đi ra kia uống nước nhá. Đi thôi. Đi thôi, mình cũng muốn làm quen với bạn của Bi. Này, cái Bi đâu mà hôm nay có mỗi tôi với bà thế này? À, tôi hẹn mỗi bà thôi. Nói thật đi, tôi đang lo cho bà đấy. Có chuyện gì à? Ngày xưa ấy, cái Bi nó ngoan lắm. Nhưng mà hôm trước đi uống nước với bà với nó, tôi thấy cách nói chuyện với cả ứng xử của nó khác quá. À, bà chơi với nó lâu chưa? Tôi thấy tính Bi cũng hiền mà. Tôi cũng mới chơi với Bi thôi. Tôi khuyên thật nhá, bà liệu tránh xa nó ra đi. Thỉnh thoảng ấy, tôi về quê thấy mấy bà hàng xóm bảo bây giờ nó theo giang hồ, lại còn đánh nhau nữa. Không được thế nhá, là cả buôn hàng cấm các thứ đấy. Cấm, làm gì đến mức đấy. Nhìn Bi nó hổ báo đấy thôi, chứ hiền mà. Thôi, bà đừng để nó lừa. Bà không biết thì thôi. Ở dưới quê tôi mấy người bị nó lừa tiền rồi đấy. Mà tôi thấy bà hiền lành nên mới nhắc bà thôi. Gớm, làm gì mà bà kể chuyện gớm thế cơ? Nói thật nhá, bây giờ ấy, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nó làm giang hồ ấy, đi ra đường với nó tôi mà sợ bị đánh lây ấy. Mà trông nó xăm trổ như thế, ra đường ấy ai chẳng biết là giang hồ. Mà là giang hồ thì ai chẳng biết. Bà liệu mà lo cho thân mình đi. Bây giờ ấy, bà đi ra đường cùng nó, bà không thấy mọi người nhìn bà kỳ thị à? Bà cứ coi chừng đấy. Tôi là tôi lo cho bà thôi. Còn bà muốn làm thế nào thì làm. Ơ, Ngọc. Ơ, anh Sang. Hôm nay lại ngồi đây à? Vâng, em ngồi với bạn em một chút kìa. Mà này, cô ấy, tội cô to lắm đấy nhá. Em á? Chứ còn gì nữa. Em có tội gì? Có cô bạn xinh như thế này mà không giới thiệu cho anh. Anh vẫn còn độc thân thế này. Thì đấy, hôm nay em đưa bạn em đi giới thiệu cho anh đây này. Đây là Trang, bạn em. Em chào anh ạ. Này, bạn em hiền lắm đấy nhá. Anh đừng có dọa bạn em. Không là bạn em chịu mất dép đấy. Anh đây đứng đắn hiền lành tử tế. Anh có lừa ai bao giờ đâu. Mà thôi, hai đứa cứ ngồi uống nước đi nhá. Anh chạy đi có chút chuyện đây. Dạ vâng ạ. Nhá. Chào em nhá. Anh đi ạ. Chào Trang nhá. Dạ. Thấy sao? Thôi, bà cứ treo tôi. Anh Sang giỏi lắm đấy. Làm kinh doanh, lại có mấy công ty nữa. Bà thích không? Tôi làm mới cho. Anh ấy giỏi như vậy, tôi tưởng phải có người yêu rồi chứ. Thì trước cũng yêu một chị, nhưng mà lúc đấy còn nghèo, thế là người yêu bỏ. Mà anh ấy sống nội tâm lắm, biết quan tâm người khác. Bà yêu anh ấy đi, tôi đảm bảo với bà, đấy là một cực phẩm đấy. Ừ thì... Thôi, chốt thế nhá. À, mai bà rảnh không? Tôi hẹn anh Sang cho hai ông bà đi ăn tối. Thế nhá. Thế. Alo Trang à? Mày đang ở đâu đấy? Ờ, lâu lắm rồi không gặp mày. Chả hiểu sao 2 tháng nay không thấy mày đâu luôn. Đi shopping với tao không? Bận đó. Ừ, thế thì thôi. Khi khác gặp vậy. Mày bận cơ mà. À thì tao... Tôi thì bọn tao hẹn trước với nhau. Hóa ra chúng mày cũng thân nhau như thế đấy. Ừ thì sao?
mà mày cũng tránh xa cái Trang ra. Hai đứa mày không hợp với nhau đâu. Mày biết thân biết phận ý thì tránh xa bọn tao ra. Buồn cười nhở. Tao làm sao? Bạn bè với chúng mày bao nhiêu lâu nay mà chúng mày đối xử với tao như thế này đấy à? Mày nhìn bản thân của mày đi, nhìn bọn tao đi. Chúng mình có giống nhau đâu. Bọn tao đi với mày, bọn tao xấu hổ lắm. Xấu hổ cái gì? Trang, mày cũng nghĩ như Ngọc à? Đúng vậy. Mày đừng đến tìm tao nữa. Gia đình, bạn bè tao đều không muốn tao chơi với mày. Thế sao từ trước đến giờ mày cũng như thế đâu? Tao không ngờ đấy Trang ạ. Từ trước đến giờ hai chúng mình cùng chung hoạn nạn với nhau. Lúc vui lúc buồn cũng đều có nhau. Và bây giờ vì con này hay là vì thằng này? Mày đừng đổ lỗi cho ai cả. Đây là ý của tao. Tao thấy hai chúng mình không giống nhau. Đi cùng với mày ra đường mọi người cứ chỉ trỏ này nọ, tao xấu hổ lắm. Trước kia tao quen bạn trai cũng vì có mày là bạn nên tao bị bỏ. Thôi mày tha cho tao đi. Thế tại sao trước đến giờ mày không nói gì với tao? Trước kia là tao sợ mày tự ái, nhưng mày cứ mãi làm phiền cuộc sống của tao nên thôi, từ giờ mày đừng đến tìm tao nữa. Hóa ra vì hai con người này mà mày tuyệt giao với tao luôn hay sao hả Trang? Thôi từ bây giờ mày đừng đến tìm tao nữa. Không sao đâu. Mình mời vào. Chào em gái. Các anh là ai? Sao lại đến văn phòng của tôi? Em quen thằng Sang và con Ngọc không? Tôi có chuyện gì sao? Anh cho các anh em nó đến nhà tìm em mấy hôm nay. Lên làm nốt cho anh cái thủ tục nhà cửa. Sao lại có chuyện nhà cửa ở đây? Sang với Ngọc nó nợ tiền anh. Nó sang cho anh căn nhà em đang ở. Nhà là nhà của tôi, nhà đứng tên tôi, sao lại sang nhượng cho anh được? Cái đấy thì làm sao anh biết được? Giấy tờ đầy đủ đấy rồi. Bây giờ em lên làm nốt cho anh cái thủ tục. Đấy cả ngày mai dọn đồ anh cho khách qua xem. Đúng là tôi có sang nhượng nhà cho Ngọc, nhưng cô ấy chưa chuyển tiền cho tôi. Thế là bây giờ nhà đứng tên cái Ngọc rồi gì? Sao lại có chuyện như thế này nhỉ? Để tôi gọi cho họ xem sao. Không phải gọi đâu. Thắng, cho chúng nó vào đây. Còn anh làm việc thì chuẩn lắm. Đây em xem lại giấy tờ này. Thắc mắc chỗ nào bảo anh. Tổng là bán căn của em 2.4 tỷ. Ngọc, chuyện này là thế nào? Sao bà lại sang nhượng nhà của tôi? Bà chưa chuyển tiền cho tôi cơ mà. Tiền gì? Tiền tao chuyển cho mày rồi cơ mà. Mà bây giờ sổ đỏ đứng tên tôi. Các anh muốn làm gì thì làm. Sao bà lại nói như vậy? Bà bảo hôm nay bà sẽ chuyển tiền cho tôi. Sao bây giờ bà lại làm như thế? Mày đừng có ngậm máu phun người. Nhà bây giờ đứng tên tao. Bây giờ mày lại nhận của mày. Chỗ bạn bè thân thì thân thật. Nhưng mà chuyện gì cũng phải ra chuyện đấy Trang ạ. Cô... Anh Sang, anh nói gì đi. Anh cũng ở đấy cơ mà. Cái cô này, cô hay thật đấy. Tôi với cô đâu có thân nhau đến thế. Chẳng qua ấy là tôi thấy cô chơi thân với Ngọc nên tôi mới nói với cô vài câu thôi. Cô nghĩ tôi thích cô à? Anh... Các người lừa tôi. Lừa cô? Có trách ý thì trách cô ngu quá thôi. Nhà đã bán cho các anh muốn làm gì thì làm. Các người không được làm như vậy. Đợi tôi một chút, tôi gọi cho người này. Nhất định người này sẽ làm chứng đấy là nhà của tôi. Mày định gọi cho cái bi á? Mày đã tuyệt giao với nó à? Bây giờ mày có gọi cho nó ấy thì nó cũng không bao giờ nghe máy đâu. Nếu không phải vì hai người lừa tôi thì tôi đâu có tuyệt giao với bi. Là do mày chứ chẳng liên quan gì đến tao cả. Mà có gọi con Danh đó đến ý
thì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Hôn hồn ý thì về dọn dẹp đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà cho tao. Cô cứ chờ đấy, nhất định Bi sẽ đến. Nó có đến ý thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Sao tôi không thể giải quyết được nhỉ? Bi, mày đến đây làm gì? Chuyện của mày à? Tao đến đây để báo cho hai chúng mày xong đời rồi đấy. Những nạn nhân mà chúng mày lừa đã thu thập đủ thông tin để chống chúng mày vào tù rồi. Chuẩn bị mà hầu tòa đi nhá. Mày đừng có dọa tao. Dọa mày? Tao việc gì phải làm như thế nhở? Không thể như thế được. Sao lại? Sao chăng cái gì? Người đang làm, trời đang nhìn đấy. Chào ông anh, lâu lắm rồi không gặp nhờ. Gặp cô khó hơn cả lên rồi ấy. Thế hôm nay em mời anh đi ăn nhá. Thôi được rồi, để anh chọn quán. Ok anh, nhưng mà chuyện này... Ôi rồi, chuyện của bạn em thì anh sẽ có cách giải quyết khác. Giải quyết cái gì? Nhà tôi đã bàn cho các anh, tôi không liên quan nữa. Rồi tôi có việc rồi, đi thôi. Đi đâu? Đứng lại! Dựa vào hai đứa chúng mày mà đòi gài tao hả? Bọn mày không biết bố mày là ai à? Nộp tiền ra đây! Nhà tôi đã bán rồi, sao anh lại? Thế tóm lại là bây giờ bố mày hỏi là có trả tiền không? Hay bố mày xin chúng mày quả thật? Anh... Bi, mày nói với anh ấy đi. Tiền... Tao quen mày đấy à? Có gan lừa nhà người ta thì phải có gan chịu chứ. Một là mày trả tiền luôn cho các anh ấy. Hai là chuẩn bị đi tù đi. Được, tao sẽ trả. Mày giúp tao đi. Đúng đấy ạ, em sẽ trả cho anh ạ. Anh cứ thư vài hôm em có rồi em trả cho anh luôn ạ. Thế mấy hôm đấy của chúng mày tao hít khí dở cho sống à? Nhìn bố mày dễ thế à? Không nói chuyện với tao, nói chuyện với em tao. Các em cho nó ra ngoài. Yên đi. Không nói chuyện được với anh tao ấy, ra nói chuyện với tao. Bi ơi, chào đi. Cứu tao. Ông anh, cảm ơn anh nhá. Chúng mình đi ăn đi. Chuyện nhỏ. Ờ, để anh chọn quán. Bi, cảm ơn mày. Dù sao, trước đây cũng là lỗi của tao. Cho tao xin lỗi nhá. Không cần đâu. Coi như tao trả lại ân tình ngày xưa, mày làm bạn của tao. Còn bây giờ, chúng ta không là gì nữa rồi. Em không xứng đáng làm bạn với Bi đâu. Em có biết Bi là ai không? Tất cả cái hệ thống spa trong thành phố này ấy, đều là của Bi hết đấy. Bao nhiêu người muốn làm bạn với Bi, em thì lại vứt bỏ. Dại lắm em gái ạ. Chị thấy các tiêu chí của em cũng khá là phù hợp với công ty của chị đấy. Dạ vâng ạ. Em cũng thấy môi trường làm việc của bếp mình rất tốt ạ. Ừ. Vậy khi nào thì em có thể bắt đầu công việc? Chắc là tuần sau chị ạ. Bây giờ với vai trò là thư ký của chủ tịch thì em có thắc mắc thêm điều gì không? Dạ không ạ. Em thấy các chế độ của bên công ty mình cũng khá là tốt ạ. Mà có gì chị giúp được em với nhá. Rồi, ok. Bây giờ em có thể về để chuẩn bị cho công việc. Hẹn gặp lại em vào tuần sau nhé. Dạ vâng ạ, em chào chị. Chào em. Alo. Sao đây? Xin việc á? Tất nhiên là người ta nhận tao luôn. Còn bảo tao á, đi làm luôn. Nhưng mà tao bảo tuần sau. Lương á. Trời ơi, cái chuyện đấy mày yên tâm đi.
trên 20 củ là ít. Đã thế á, còn có phòng làm việc riêng ý, lại còn ô tô đưa đón nữa nhá. Thôi được rồi, cuối tháng lấy lương, tao mời mày đi ăn được chưa? Dạ em mời chị uống nước ạ. Chị uống gì ạ? Cho chị một liêu đá nhá. À này, tao bảo này, mày biết gì không? Tao còn nghe nói nhá, chủ tịch của công ty đấy vừa trẻ vừa đẹp trai, lại còn chưa có vợ nữa đấy. Khéo mấy tháng sau ta lại là người yêu của chủ tịch ấy chứ. Mày nghĩ gì? Mày nhìn tao xem có thiếu cái điều kiện gì không? Trai còn xếp hàng dài ra cái kìa. Cua được chủ tịch á, đấy là chuyện quá bình thường luôn. Mày yên tâm. Đấy mới chính là cái lý do mà tao xin vào cái công ty này làm việc này. Trời ơi, mày không biết à, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Mà rơm thì khô, lửa thì to, có mà cháy đùng đùng ý. Ôi cô mua cho con vé số đi ạ. Từ nhá, tí ra gọi lại sau. Gì? Đi ra đằng kia. Người thì hôi, ám hết không khí rồi này. Cô mua cho con một tờ đi ạ. Tao bảo là tao không mua, đi ra. Cô mua con một tờ thôi, hôm nay con ế quá. Mày nhiều lời đấy nhở? Cút! Cô giúp con đi ạ. Tao giúp mày, thì ai giúp tao? Mày có cút đi không? Không tao ấy, tao cho mày một trận bây giờ đấy nhá. Đã xấu thì xa, còn hôi hám nữa chứ. Hả? Cái quán này, cho cái thằng này vào. Em mời chị ạ. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Trời ơi! Mày làm cái gì hả? Con xin lỗi cô ạ. Nhanh lại! Dạ, con xin lỗi cô ạ. Con đứng không vững, con xin lỗi cô ạ. Đứng không vững á? Cái loại người thì hôi, tay thì bẩn. Mày biết không? Bẩn hết cái ví của tao rồi này. Dạ, con thấy nó rơi xuống đất nên là con nhà cho cô thôi ạ. Thôi đi, mày đừng có ngụy biện nữa. Mấy cái tiểu xảo ấy tao còn lạ gì nữa. Mà cái quán này hay nhỉ, tại sao lại cho mấy cái đứa này vào? Không sợ khách đi hết à? Dạ chị ơi, chị thông cảm ạ. Tại vì em thấy bạn này, bạn ấy đáng thương quá nên là bọn em mới... Đáng thương cái gì? Mấy cái bọn này chỉ giả nghèo giả khổ, cứ đi lừa người khác thôi. Thôi, cô đuổi ngay đi cho tôi, ở đây vướng cả mắt ràng. Dạ vâng ạ. Thôi chị bảo này, mày ra ngoài kia đi, đừng ở đây đuổi hết khách của chị. Bây giờ ông chủ ông mà biết thì ông ấy đuổi việc chị luôn đấy. Chị cho em ở lại bán đi mà. Thôi, ra kia mà bán nhá, đừng làm khó chị nữa nhá. Dạ vâng ạ. Này, cô nhớ đấy, lần sau đừng để cái mấy cái bọn này vào. Vào đây mà mất hết khách đấy. Dạ vâng ạ. À! Cướp! Cướp! Giả đây! Ôi! Nào! Giả đây! Ô! Không! Mày đưa đây! Giả đây! Không! Đưa đây! Giả đây! Anh làm cái gì đấy? Không! Còn lo sao không? Đứng dậy đi. Tới đây rồi. Tới đây. Này, cô cứ thế mà đi sao? Cảm ơn. Đúng rồi. Thái độ của cô là gì đấy hả? Người cô cần cảm ơn ấy là cậu bé này này. Sao? Có chuyện gì nữa? À, muốn tiền chứ gì? Thế là mình cũng không nói. Này, cầm đấy. Cô tưởng tiền của cô mà to à? Cô làm người thì phải biết trước sau chứ. Người giúp cô thì cô phải cảm ơn chứ. Sao? Chết à? Muốn bao nhiêu thì cứ nói thẳng. Vấn đề không phải là tiền, mà là thái độ của cô.
Cô không thấy thằng bé bị thương à? Thương cái gì? Cái bọn này á, mà khỏe như trâu ấy. Mà biết đâu khéo lại cùng một ruột với cái thằng ăn cướp kia, cố tình bày ra cái trò này để định lừa tiền của tôi đúng không? Cô nói thế mà nghe được à? Cô là cái đồ không có văn hóa. Anh bảo ai là người không có văn hóa đấy hả? Anh xem lại mình đi. Cùng lắm ý thì anh cũng chỉ là cái thằng nhân viên văn phòng quen thôi. Anh tuổi gì mà dám dạy đời tôi hả? Tôi là ai ấy, không quan trọng. Nhưng mà tôi biết cách đối nhân xử thế. Còn cô, tuy xinh đẹp nhưng tâm địa thì hơi xấu xa đấy. Đừng có phán xét người khác như thế. Khôn hồn ý thì cầm tiền rồi biến đi. Thằng nhà là nhằng, cầm đấy. Tôi không cần tiền. Việc cô cần làm ấy là đưa cậu bé đi kiểm tra sức khỏe xem nó có mệnh hệ gì không. Nếu không có cậu ta thì cô có lấy lại được cái túi kia không? Cô làm người ấy thì phải biết đạo lý một chút. Anh nói cái gì cơ? Đưa đi khám á? Chẳng lẽ nó bị mắc bệnh hiểm nghèo, anh bắt tôi phải chữa cho nó? Này nhá, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. À, mà tôi biết rồi. Biết đâu anh rồi thằng này rồi thằng ăn cướp vừa nãy lại là đồng bọn của nhau, cố tình bày ra cái trò này để bắt tôi đưa nó đi khám không? Cô đúng là hết nói nổi. Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như cô. Người như cô ấy chả có ai giúp đỡ cô đâu. Tôi cần chắc. Biết ra ấy, tôi đây cũng là thư ký của một tập đoàn lớn. Còn cái loại người như anh ấy thì mới khiến người khác phải chán ghét đấy. Đúng là việc nhà thì nhác, chú bác thì thiêng. Thôi đi đây. Đứng lại. Thằng bé nó không sao thì cô phải cảm ơn nó một câu chứ. Cái gì? Anh bắt tôi phải cảm ơn cái thằng bẩn thỉu này á? Này nhá, anh đừng có hạ thấp nhân phẩm của khách như thế. Tôi cho nó tiền ý, là tốt lắm rồi đấy. Dù gì thì cô cũng phải đền bù vé số cho cậu bé chứ. Đền á? Liên quan gì đến tôi mà tôi phải đền? Này, nếu không vì chặn cướp cho cô ấy thì cậu bé đâu có bị như thế này. Cô làm người, cô nên tích đức một chút đi. Này, tôi mượn à? Tôi đấy còn chưa bắt đền là bẩn cái túi của tôi đâu nhá. Cho 100.000 là ưu ái lắm rồi đấy. Công ty nào nhận cô cũng bất hạnh mà. Này nhá, có bất hạnh ý thì cũng không phải việc của anh. Tốt nhất ý là tự lo cho bản thân của mình đi. Đừng có mặt xía vào chuyện của người khác. Chị Trang, sao chị lại ở đây? Ừ, có duyên quá nhở. Tôi có hẹn bạn ở gần đây. Đi qua thấy to tiếng nên vào xem thế nào. Có chuyện gì à? À, không có chuyện gì đâu chị ạ. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Nhưng mà em giải quyết xong rồi. À, mà trước đây chị rảnh không? Em mời chị đi ăn trưa. Dù sao thì sang tuần em với chị cũng là đồng nghiệp. Ừ, đợi tôi một chút. Dạ vâng ạ. Chủ tịch, sao anh cũng ở đây ạ? Tôi có đi hẹn đối tác ở gần đây. Chạm cái gì cơ? Hay là chủ tịch á? Ừ, đúng rồi. À, mà cô chưa biết nhở? Để tôi giới thiệu. Thưa chủ tịch, đây là thư ký mới. Cô Ngọc Thọ sang tuần sẽ đến công ty mình thử việc ạ. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Anh ơi, chúng mình thật sự là có duyên quá. Đúng vậy. Nhờ cái duyên này mà tôi mới biết được bộ mặt của nhân viên công ty mình đấy. Dạ, vừa nãy cũng chỉ là một chút hiểu lầm thôi anh ạ. Anh ơi, có gì anh bỏ khóa cho em đấy ạ. Cô không cần phải nói nữa. Trang, từ ngày mai cô tuyển lại người cho tôi. Còn cô ấy, tuần sau cô không phải đến công ty nữa đâu. Kìa anh, chỉ là hiểu lầm thôi mà anh. Anh có cần phải như thế không ạ? Tôi không nói chuyện với cô. Chú đưa con đi khám nhá. Dạ, tôi không sao đâu ạ, con chỉ bị một tí thôi ạ. Thế thì làm sao mà được hả con? Dạ, thôi ạ. À này, hay chú mua cho con mấy cái vé số nhá. Dạ thôi, con không cần đâu ạ. Con đi bán vé số đây. Tôi thấy cô xinh đẹp, cô có ăn có học. Tôi thấy cô không bằng một đứa trẻ con ấy. Ơ kìa, chủ tịch. Chị Trang.
Ơ em chào chị ạ. Chị đến rửa xe ạ? Thôi các chú cứ làm đi, chị thấy mọi người cũng bận, chị tự làm cho. Ấy chết, làm sao mà làm như thế được ạ? Ờ, chị là chủ tịch mà. Úi giời, có việc gì mà tôi chưa từng làm qua. Thôi chú cứ để đấy tôi làm cho. Ờ, vâng, thế chị làm giúp em nhá. Để em chạy vào làm nốt việc trong kia ạ. Ừ, cũng được, chú vào đi. Dạ vâng ạ. Chuẩn bị hết các hợp đồng để chiều nay ký kết với công ty đối tác rồi anh ạ. Hợp đồng lần này bao nhiêu bên tranh giành nhau? Là do giao tình ngày trước với chị Thư chủ tịch mới có thể ký kết. Họ rất khó tính đấy. Cô liệu mà làm, đừng để xảy ra sơ suất gì. Vâng ạ, anh cứ yên tâm. Một khi đã rơi vào tay chúng ta ấy thì em sẽ không dễ dàng để tuột mất đâu. Vâng ạ, anh cứ làm việc đi nha. Này cô kia, có điếc thì cũng phải nhìn thấy chứ. Qua đây rửa xe cho tôi. Ôi dồi ôi, cô mù à? Sức hết xe của tôi rồi. Động vào tôi ý, đời cô hơi đen rồi đấy. Tôi xin lỗi, tôi không có ý. Hay tôi sẽ gọi người để xử lý cho cô. Sửa lại á? Một người rửa xe như cô ý, cả đời nhìn thấy xe sang là được mấy lần. Mà cũng phải thôi, đây là xe nhập khẩu, đâu phải muốn sửa là sửa được. Bây giờ cô định đền kiểu gì đây? Thôi được rồi, tôi sẽ gọi người ra để xử lý cho cô, có được không? Minh ơi, có chuyện gì thế ạ? Chị làm hỏng xe của cô ấy rồi. Em xem thế nào, xử lý cho chị với. Đây là xe nhập khẩu từ nước ngoài, đâu phải muốn sửa là sửa được. Mà có sửa ý thì cũng phải sửa trong những gara sang trọng. Chứ cái nơi này tôi nhìn là biết không đủ trình độ rồi. Đúng chị ạ, đúng xe nhập khẩu chị ạ. Cả Việt Nam chỉ có một chiếc này thôi. Mà xe này là xe của anh Hoàng, chủ tịch công ty bất động sản. May là anh cũng biết nhìn đấy. Thôi em xin phép có chị. Hóa ra là Hoàng. Thôi được rồi, cô cho tôi xin một cái giá, tôi sẽ đền cho cô. Anh Hoàng thì ai chả biết. Cô đừng giả cái giọng thân quen ở đây, không giúp ích được gì đâu. Còn bây giờ ý, cô khôn hồn mua một chiếc mới y hệt chiếc này cho tôi. Tôi chỉ làm xước một vết nhỏ thế này thôi, mà cô bắt đền cả một chiếc xe sao? Thế có quá vô lý không? Cô muốn đạo lý á? Được thôi. Đạo lý á? Đạo lý nằm ở đây. Cô không có thì đứng lên mặt dạy đời người khác. Xe Hoàng vừa gọi, có một cuộc họp rất quan trọng, tôi không có nhiều thời gian để đôi co với cô. Được rồi, vậy cô là thư ký của Hoàng phải không? Thì sao? Vậy tôi sẽ gọi cho Hoàng để thương lượng việc này. Wow, đây chẳng phải phiên bản mới nhất của năm nay sao? Đẹp thế. Tôi khuyên thật cô nhá, cô đừng có dại mà động vào chiếc xe này. Không thì cả đời rửa xe của cô cũng không đền được đâu. Xe của tôi, làm gì đó là quyền của tôi, cô không phải lo. Còn bây giờ tôi sẽ gọi cho Hoàng để giải quyết việc này. Alo, chị Thư à, có chuyện gì vậy? Tôi vô tình làm sức xe của chú. Bây giờ thư ký của chú bắt đền tôi một chiếc xe mới. Chú xem thế nào, nói một câu công bằng cho tôi xem nào. Chị nói gì em không hiểu ạ? Vậy cậu tự hỏi thư ký của mình đi. Alo, alo, chị Thư, chị Thư.
mà biết được cô gọi cho ai? Hay là cô định lừa tôi? Alo, Sang đấy à? Dạ vâng ạ. Cậu ra ngay tiệm rửa xe nhá. Có chuyện rồi đấy. Bây giờ tôi phải đi họp. Tí nữa lát tôi xong tôi ra. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ, anh cứ yên tâm ạ. Lại còn thích tỏ vẻ với tôi á? Được thôi, để tôi cho cô thức tỉnh luôn nhá. Tôi không ngờ một thư ký của một công ty lớn như cô lại coi trời bằng vung như vậy. Cô hắt nước vào người tôi cũng là tự hắt nước vào chính tương lai của mình rồi đấy. Để tôi xem cô hủy hoại cuộc đời tôi thế nào. Những gì chúng ta vừa nói chắc hẳn Hoàng đã nghe thấy, và cậu ta đang đến đây ngay bây giờ đấy. Cô mà không xin lỗi tôi bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Ô anh, sao anh đến đây? Anh Hoàng anh lại cho anh đến đây để giải quyết. May quá, anh phải làm chủ cho em đấy. Em đi xe của anh Hoàng đi ký kết hợp đồng mà cô ta làm xước sơn không chịu đền anh ạ. Tôi chỉ làm xước một vết nhỏ mà cô ta bắt đền cả một chiếc xe, vậy có quá vô lý hay không? Thực ra là Ngọc nói đúng đấy. Vì đây là xe của giám đốc tôi, thế nên là sửa thì nó chẳng còn giá trị gì nữa đâu. Bây giờ thế này nhá, cô nói đây là xe của cô thì tôi sẽ lấy cái xe này coi như là tiền điện của cô. Cậu tên là Sang đúng không? Vũ Tuấn Sang, sinh năm 1990. Năm 2015 đến 2017, cậu là một nhân viên nhỏ trong một tập đoàn bất động sản. Tuy nhiên, đến năm 2018, cậu lại được thăng chức lên làm trưởng phòng marketing của công ty Hoàng Thịnh, đúng không? Cậu đi làm ở công ty cũ mà không nhớ chiếc xe này hay sao? Cậu không biết tôi là ai sao? Alo, có phải chủ tịch tập đoàn của mình đi xe màu trắng hay không? Không phải à? Cảm ơn nhá. Này, cô định dở trò diễn sâu à? Bây giờ nhá, bọn tôi sẽ lấy chiếc xe này coi như là tiền đền bù. Tôi sợ gì mà không lấy. Đi thôi anh. Công nhận cái con bé đấy ngu thật. Chứ còn sao nữa. Mà không biết giám đốc bọn mình ra đây có việc gì anh nhỉ? Kệ đi, mình cứ đi ra để xem thế nào đã. Đi anh. Em chào chị ạ. Sao bây giờ cậu mới tới hả? Em có việc gấp ở công ty cần phải giải quyết, mà em đã nhờ cậu Sang đến đây để giải quyết rồi ạ. Thế cơ à? Tôi không cần biết. Cậu tự đánh xe về gara cho tôi, liệu mà tự giải quyết vụ này đi. Giám đốc, sau này anh hẹn bọn em ra đây có vấn đề gì đấy ạ? Anh thấy chiếc xe kia đẹp không? Em mới lấy được đấy. Chiếc xe này từ đâu mà ra? À, bọn em lấy chiếc xe này của con bé rửa xe. Nó làm xước xe của công ty mình. Em gạ nó một cái là nó đổi luôn cho mình anh ạ. Giám đốc, hai người có biết xe này là xe của ai không hả? Chỉ là một con bé rửa xe, sao anh làm thế với bọn em? Vậy để tôi nói cho hai người biết đây. Đây là xe của chị Thư, chủ tịch tập đoàn mà trước đây cậu đã làm đấy. Cậu được có ngày hôm nay là nhờ chị cả đấy. Và đây là đối tác của công ty ta đấy, người mà tôi đã bảo cô tiếp đón cẩn thận. Nhờ có chị ấy mà công ty ta mới có ngày hôm nay. Tôi đã trả ơn không đủ mà hai người còn quá khoắt như thế à? Chủ tịch, Bọn em xin lỗi ạ. Bọn em xin lỗi ạ. Tôi quá thất vọng với hai người. Hai người hãy tự lo liệu đi. Ôi giời ơi, em tự hại cuộc đời em rồi.
Hôm nay tôi phải đi có việc, cô không cần phải đi cùng tôi đâu. Cô ở lại công ty, đặt cho tôi bộ đánh gốp theo đúng số đo của tôi nhé. Dạ vâng ạ. Khi nào thì anh cần ạ? Sáng nay tôi đi gặp khách hàng, thì chiều tối nay tôi cần. Đồ là phải chất lượng rất là tốt. Tối nay tôi có cuộc hẹn đi đánh gốp. Đây là cơ hội rất là tốt để cho chúng ta hợp tác làm ăn. Dạ vâng ạ. Anh cứ yên tâm, khi anh về sẽ có một bộ đồ gốp chất lượng ạ. Cô làm việc thì tôi rất là yên tâm. Thôi, cô đi đi. Dạ vâng ạ. Em chào chủ tịch ạ. Alo, Gop City xin nghe ạ. Có phải bên Gop City không? Dạ, không biết em có thể giúp gì được cho chị ạ. Tôi đang muốn đặt một bộ đồ gốp thì bên cô dạo này có chương trình gì cho khách hàng không? Dạ, chào chị. Bên em hiện nay đang có các dòng gậy mới như là Honma, Ping G410, Telemate, tất cả đều là hàng chính hãng chị ạ. Dạ, chị cho em hỏi là chị muốn đặt dòng sản phẩm nào ạ? Tôi đang muốn đặt một bộ đồ gốp thì bên cô có giảm giá không? Dạ thưa chị, hiện nay bên em đang có chính sách giảm giá, đó là giảm 15% cho tất cả các sản phẩm gậy gốp cũng như là phụ kiện gốp đấy chị ạ. Thế thì cô giới thiệu các dòng sản phẩm bên cô cho tôi xem nào. Dạ, không biết là chị muốn em tư vấn dòng sản phẩm nào ạ, cho nam hay là cho nữ và khoảng giá tiền là bao nhiêu ạ? Sao cô lằng nhằng thế nhỉ? Tôi bảo cô giới thiệu từng sản phẩm kèm theo giá, được thì tôi sẽ mua. Dạ vâng ạ, vậy thì em xin phép tư vấn cho chị dòng gậy XXIO MP1000 ạ. Đây là một trong những dòng sản phẩm rất là sang trọng trong giới góp của thương hiệu XXIO. Ngoài việc trợ lực cho người chơi dễ kiểm soát bóng, còn giúp cho người chơi có thể tạo được các mối quan hệ, khẳng định bản thân ạ. Dòng XXIO MP1000 cũng là dòng sản phẩm bán chạy nhất của bên em đấy chị ạ. Ngoài ra bên em còn có một số dòng sản phẩm khác như là Honma, Ping G410, Telemate. Không biết chị có thể cho em xin thêm thông tin của người chơi để em tư vấn được cụ thể hơn được không ạ? Tôi muốn đặt một bộ full cho nam giới mà khoảng từ 30 đến 35 tuổi. Thì bên cô giá là bao nhiêu? Dạ, vậy em thấy dòng sản phẩm XXIO MP1000 là phù hợp đấy ạ. Với dòng sản phẩm XXIO MP1000 full set 13 gậy có kèm túi thì bên em có trị giá là 89 triệu. Tuy nhiên, nếu như chị mua luôn trong ngày hôm nay thì chị sẽ được giảm giá xuống chỉ còn 75 triệu thôi chị ạ. Cái gì? Sao mà đắt thế? Dạ, chị ơi, 100% sản phẩm bên em đều là hàng chính hãng đấy ạ. Và trong quá trình chơi xảy ra vấn đề gì thì bên em có thể bảo hành được cho chị ạ. Ôi giời ơi, mấy cái đấy bây giờ ấy, bỏ tí tiền ra là được. Mà bây giờ ấy, hàng giả cũng có thể thành hàng chính hãng. Này, bên cô có ship hàng không? Dạ, bên em có nhận ship trên toàn quốc chị ạ. Thôi rồi, thế thì cho tôi đặt bộ vừa nãy nhá. Mà này, giá trong hóa đơn sale là còn 75 triệu đúng không? Bây giờ cô ghi lên thành 95 triệu tôi, rồi tôi trả tiền hóa đơn cho. Chị ơi, cái này thì không được đâu ạ. Bởi vì bên em đã niêm yết giá trên hệ thống showroom toàn quốc rồi ạ. Sao cô lằng nhằng thế nhỉ? Tôi bảo cô ghi độn lên thì cô cứ ghi đi, rồi tôi trả tiền hóa đơn cho. Dạ chị thông cảm ạ. Cái này thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bên Gop City bên em ạ. Chị thông cảm cho em với ạ. Thôi được rồi, thế bây giờ tôi giới thiệu khách hàng cho cô thì có được hoa hồng không? Dạ, bên em hiện nay cũng có rất nhiều chính sách cho cộng tác viên ạ. Chị có thể trao đổi trực tiếp với giám đốc bên em ạ. Hoa hồng ít thế thì ai mà thèm. Thôi được rồi, trong chiều hôm nay cô giao hàng đến tập đoàn Auto Group cho tôi nhá. Dạ, địa chỉ này thì cũng gần với cả bên công ty em. Vậy chúng em sẽ chuyển cho chị trong thời gian sớm nhất ạ. Nhớ đấy. Bảy tư thôi con ạ. Minh à, hôm nay có nhiều đơn hàng lắm đấy, cậu cố gắng lên nhá. Dạ vâng ạ.
Dạ, em chị ạ. Hai người cứ làm việc đi. Bây giờ cậu giao đơn hàng này cho anh Trung bên tập đoàn Auto Group nhá. Họ đang cần gấp lắm đấy. Thôi chết rồi, em lại vướng mất đơn của anh Đức Thành rồi. Từ tuần trước đến giờ mình đã giao đâu. Khó nhở, bên này họ cũng rộng quá. Làm nào bây giờ nhở? Có chuyện gì à? Chị ạ, bây giờ em có đơn hàng phải giao cho anh Trung ở bên Auto Group ấy. Nhưng mà em lại vướng đơn của anh Đức Thành từ tuần trước mất rồi. Không sao, đơn này để tôi đi đưa cho. Chị ơi, không được đâu ạ. Ai lại để cho giám đốc đi giao hàng bao giờ ạ? Không sao, tôi có việc qua công ty họ. Tôi có hẹn với chủ tịch của họ. Cậu mang đồ ra xe cho tôi nhé. Alo. Dạ chị ơi, chị có đặt một bộ Golf ở bên Golf City đúng không ạ? Dạ vâng, chị xuống sảnh nhận hàng giúp em với ạ. Em giao hàng đến nơi rồi ạ. Sao bây giờ không phải giao hàng đến hả? Mấy giờ rồi? Mang lên tầng 5 cho tôi nhanh lên. Vào đi. Dạ, em chào chị ạ. Sao bây giờ cô mới giao hàng đến hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô mà giao muộn một tí nữa ý, là tôi hủy đơn đấy. Dạ, em xin lỗi, do đường kẹt xe quá ạ. Ở cái Hà Nội này ý, thì lúc nào chả kẹt xe. Cô không biết đường đi sớm hơn à? Hả? Vâng ạ, mong chị thông cảm. Chị kiểm tra hàng giúp em với ạ. Mở ra. Gần 7 triệu á? Này, sao đắt thế? Cô có bán đúng giá không đấy, hả? Dạ, thưa chị, bộ đồ này thì bên em đã niêm yết giá, đảm bảo là hàng nhập khẩu chính hãng, giá cả minh bạch trên toàn hệ thống của Gop City rồi chị ạ. Thôi rồi, mang để về kia cho tôi. Alo, tao đây. Mày không biết thì thôi nhá. Tao đi làm ở công ty này sướng lắm. Đi á thì toàn đi xe sang, mà ăn á toàn nhà hàng sang trọng thôi. Không dạ, dạ chị ơi, chị cho em xin. Từ từ. Không những thế á, đi gặp á toàn người có tiền thôi. Thì mày cũng phải xem tao là ai chứ. Mời này. Thế con Liên lớp mình giờ làm gì nhở? Làm nhân viên văn phòng thôi á? Đấy, mày thấy chưa? Mấy cái hạng như đấy thì cũng chỉ soàng soàng thế thôi. Chị ơi, chị... À, bảo từ từ rồi mà. Cứ sồn lên đấy nhở? Mày này, hôm nào mày rảnh, tao với mày đi spa đi. Thì tao quen một chỗ spa này rẻ lắm. Một liệu trình có 30 triệu thôi. Bây giờ ý, mày phải biết chăm sóc bản thân của mình vào. À không, cái con nhân viên giao hàng ấy mà, có mấy triệu bạc mà nó cứ sồn nhất cả lên ý. Đúng là mấy cái dịch vụ trong nước này chán không thể chịu được. Lần sau ý, tao không bao giờ tao đặt hàng. Này, cô làm cái gì đấy ạ?
Hình như đây là bản kế hoạch hợp tác với công ty của em thì phải. Cô thì biết được bao nhiêu mặt chữ mà đòi xem à? Em cũng chỉ xem một chút thôi mà. Đã là giao hàng ấy thì làm tốt công việc của mình đi, đừng có mà mơ mộng nữa. Vâng, vậy bây giờ chị thanh toán giúp em để em về quyết toán với công ty ạ. Bao nhiêu? Trong hóa đơn có ghi rõ rồi, chị xem giúp em với ạ. Tôi hỏi là bao nhiêu? Dạ, tổng hóa đơn của chị hết 75 triệu ạ. Có thế mà cũng phải để nó nhiều. Đây, cầm lấy. Em ạ. Sao? Có mỗi cái việc cầm tiền mà cô cũng không làm được à? Người như cô ấy, suốt đời chỉ làm việc chân tay thôi. Công việc chân tay thì đã làm sao? Công việc chân tay cũng là công việc mà. Thái độ của chị đang quá khinh thường người khác rồi đấy. Sao? Mày chê tiền à? Tao có tiền thì tao có quyền nhá. Cái loại người như mày thì suốt đời chỉ làm thuê cho người khác thôi. Làm thuê thì cũng là công việc, cũng kiếm tiền bằng một cách chân chính. Bây giờ mày lại muốn so sánh với tao á? Tao đây đi làm thì ngồi điều hòa mát này, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Còn cái loại người như mày suốt ngày chỉ chạy nhong nhong ngoài đường, khéo cơm cũng chẳng đủ mà ăn, mà đòi so sánh với tao á? Hả? Chị ơi, chị kiểm tra lại giúp em với ạ. Ở trong này thiếu mất 1 triệu rồi ạ. Thế nó thiếu thế nào được? Tôi đếm rất kỹ rồi đấy. Mà cô đừng giở cái trò này rồi vòi thêm tiền của tôi. Chị đừng có nghi oan cho em ạ. Bọn em không làm những việc như thế đâu. Không tin thì chị kiểm tra lại giúp em với ạ. Không thể như thế được. Tôi đã đếm rất kỹ rồi. Cô có lấy thì nôn ra. Không... tôi mà gọi điện cho bên công ty cô ấy là cô mất việc đấy. Em chắc chắn là em không lấy. Chị vui lòng thanh toán đủ giúp em ạ. Tôi đã đếm đủ rồi. Cô khôn hồn ý thì cầm tiền rồi cút ra khỏi đây. Đừng cản trở công việc của ta nữa. Sao chị có thể quá đáng như vậy nhở? Nếu như mà chị không thanh toán đủ thì tôi sẽ báo cáo chuyện này với chủ tịch của bên chị. Chị đừng có khinh thường người khác như vậy. Tao khinh mày đây thì sao? Hả? Mày mà không đi tao gọi bảo vệ lên tống cổ mày đi đấy nhá. Nếu như chị vẫn không muốn thanh toán đủ cho tôi thì tôi cũng sẽ không giao hàng cho chị nữa. Chị giữ lấy tiền của mình đi. Cái con danh này. Việc của mày bây giờ ấy là cầm tiền và cút đi. Còn hàng đã giao đến chỗ của tao ấy thì đừng hòng mang đi nhá. Cô nhận hàng nhưng không giao đủ tiền thì tôi có quyền mang hàng về. Tiền tao trả đủ rồi. Khôn hồn ý, cầm tiền rồi cút đi. Cô... sao? Có chuyện gì thế? Chủ tịch ạ. Cha, bạn làm gì ở đây đấy? Mình đến giao hàng. Bạn cứ đùa, bạn mà cũng phải đi giao hàng á? Chủ tịch, anh quen cô ta à? Đây là cha, bạn tôi. Mà hai người có chuyện gì à? À, em có đặt cho anh một bộ đồ gốp mà cô ta cứ đòi tiền ship của em. Rõ ràng bên công ty Gốp City bảo là free ship cho mình rồi. Cô đúng là đổi trắng thay đen mà. Rõ ràng là trong hóa đơn ghi là 75 triệu. Cô trả thiếu cho tôi 1 triệu. Bây giờ cô còn nói là tôi đòi tiền ship của cô. Này nhá, tiền tôi đã trả đủ rồi. Cô đừng tưởng tôi không biết mấy cái trò mánh khóe của bọn ship như cô nhá. Bọn ship? Cô cũng đừng có khinh thường những người ship hàng. Gặp phải cô đúng là xui 8 kiếp cô... à. Rồi không, cô có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là giám đốc của Gốp City. Cô nghĩ cô ấy thèm bòn rút của cô mất 1 triệu à? Tôi không hiểu đầu cô đang nghĩ cái gì đấy. Anh nói cái gì à? Người như cô ta mà là giám đốc của Gốp City à? Sao không thể được hả? Chà, thực sự mình rất là xin lỗi. Mình sẽ bảo kế toán thanh toán ngay cho bạn. Tối nay bạn có rảnh không? Mình mời bạn đi ăn. Coi như bữa này mình xin lỗi bạn.
Thôi không sao, coi như là mình chiết khấu vì là người quen. Mà mình cũng qua công ty để muốn bàn một số điều kiện cho hướng phát triển sắp tới. Hôm nay bạn rảnh không? Bây giờ mình cũng đang rảnh. Chờ đợi mình một lúc để mình giải quyết xong việc này. Còn cô? Dạ. Từ ngày mai cô chuyển xuống làm nhân viên kinh doanh đi. Chủ tịch. Mày lại, cô nên học lại cách cư xử và cách nhìn nhận lại con người. Thực sự bây giờ tôi quá thất vọng với cô đấy. Mình đi thôi Trang. Chủ tịch, sao anh lại làm thế với em được? Chủ tịch. Tặng lại cô một câu, đừng bao giờ tự cao, bởi vì còn có những người khác cao hơn cô mà không bao giờ cô với tới được. Cô. Nào, nào, nôn tiền bảo kê ra đây. Có nôn hay không để bọn này còn biết đây. Dạ, xin các cháu tha cho cô. Cô vừa dọn hàng ở đây, chưa bán được đồng nào hết. Lại còn cái à? Muốn bán hàng ở đâu ấy, thì phải nôn tiền bảo kê ra. Nghe rõ chưa? Ta không có tiền bảo kê ấy, thì đừng có bán nữa. Không được trách bọn này. Cô xin các cháu thử thư cho cô cuối ngày cô nộp ở nhà. Cô còn hai đứa nhỏ đang ốm. Tha cho bà thì bọn này lấy gì mà sống? Hả? Xin các chú. Đoạn này ấy, phải cho bà học mới nhớ được anh ạ. Xin các chú. Đứng lại! Mấy người đang làm cái gì đấy hả? Ở con đô này liên quan việc nhà mày à? Biến! Cút! Bốn người đàn ông mà lại bắt nạt một người phụ nữ. Các người có biết là cô ấy lớn tuổi rồi không hả? Các người mà không đi là tôi báo công an đấy. Này cô em, anh khuyên cô em một câu ấy, đừng có động vào chuyện của người khác. Anh, các người mà cô em trông cũng ngon nghẻ đấy nhở. Anh với em đi làm chuyện tí đi. Đánh sao tôi ra. Đi. Đi làm tì với anh. Buông tôi ra. Dạo này nhóm thằng Sang thế nào rồi? Dạ đợt này em cũng quản lý chúng nó chặt. Mấy thằng hoạt con nó cũng ngoan. Mà em cũng cấm luôn cái việc bán hàng cấm với cả thu tiền bảo kê rồi. Ừ. Thằng Sang nó người ham tiền nhưng mà lại nhát gan. Cặp kẻ mạnh thì nó cun cút như một con chó, nhưng mà gặp kẻ yếu thì nó lại bắt nạt hùng hồ. Dạ vâng, em biết rồi. Em cũng quản lý chúng nó rồi. Đợt này công việc của nghĩa đoàn em cũng không cho chúng nó tham gia nữa. Làm đúng lắm. Phòng giặc ngoài nhưng mà cũng phải chú ý đến bên trong. Chị không muốn như anh em theo chị chịu khổ bao nhiêu năm nay mà lại bị lợi dụng. Mà đặc biệt phải chú ý đến bảo kê đấy. Những người khó khăn quá thì thôi. Dạ vâng. Mà sao cái Trang vẫn chưa thấy về nhỉ? Chị thử gọi cho nó xem nào. Alo. Sao? Ừ được rồi. Tao đến ngay đây. Sao vậy chị? Cái Trang bị thằng Sam bắt đi rồi. Mẹ kiếp. Thử động vào một ngón tay của em ta xem có sống nổi không. Mẹ mấy thằng con này, chị em mình đi. Anh muốn làm cái gì? Anh mà đụng vào tôi là tôi báo công an đấy. Cô em báo công an à? Cô em báo công an bằng cái gì? À, cô em báo công an bằng cái này á? À. Trả tôi đây. Anh làm như vậy không sợ bị báo ứng à? Cái gì? Báo ứng á? Cô em cũng thấy rồi đấy, tay anh cũng đã nhuốm máu một vài người rồi. Thế nên là anh chả sợ bị báo ứng đâu. Mình vào việc chính đi. Chính ra. Con khốn này. Mày, mày dám giật người yêu tao hả? Tao biết ngay mà. Cái loại mặt mày thì làm gì có chuyện ngây thơ. Nói, mày đã lên giường của nó bao nhiêu lần rồi hả?
em làm cái gì đấy? Anh im mồm đi! Anh lại còn muốn ăn bộ sau lưng tôi á? Này nhá, không có cái cửi đâu! Anh có tin là tôi lấy lại nhà với xe không hả? Sao em nóng dữ thế? Anh chỉ là nhất thời anh bị u mê thôi. Em cứ ngồi xuống đây cho bớt nóng đi. Anh bỏ ra! Tí tôi sẽ nói chuyện với anh. Còn bây giờ á, để tôi xử lý con chó này! Mày! Mày dám này! Không phải như chị nghĩ đâu, là chị hiểu nhầm rồi. Mày còn giả mồm nữa hả? Cái loại mặt mày nhìn thì cũng ngây thơ, nhưng mà ấy, lẳng lơ thì vô đối. Mày dám ngủ với người yêu tao á? Chó! Không phải như vậy, là anh ta, chính anh ta bắt tôi đến đây. Mày còn giả mồm nữa hả? Cái loại mặt mày nhìn thì cũng giống mấy con đứng đường mấy kia thôi. Mà có khi kỹ năng còn không bằng đâu nhá. Thật sự không phải như vậy đâu, là do anh ta. Hả? Mày còn chả treo nữa hả? Cái loại mặt mày ý, chỉ giỏi lừa tình người khác thôi. Được rồi, tao sẽ quay lại để cho tất cả mọi người biết cái mặt thật của mày. Chị mà đây, chị đúng là không nói lý lẽ mà. Tất cả là do anh ta lôi tôi đến đây, bây giờ là còn đổ hết mọi tội lỗi cho tôi. Nó là mày đến đây đã. Này, cô đừng có mà ăn nói vớ vẩn. Chẳng qua là cô bảo là cô thích đến tham quan công ty thôi, thế nên tôi mới đưa cô đến đây. Mày nghe thấy gì chưa hả? Chính mày dụ dỗ người yêu tao, bây giờ mày lại còn đóng vai người bị hại á. Hôm nay tao mà không đánh cho mày thì tao phải là người. Anh Sam bên ngoài có chị Bi muốn gặp ạ. Gặp cái gì mà gặp? Bảo là có ở đây. Nhưng mà chị Bi... Tao đã bảo không gặp được mà. Hôm nay kể cả có Ngọc Hòa xuống đây, tao mà xử đẹp con này, Mày dám chấp nhận tao hả? Em... Đừng đánh nữa, chuyện lớn rồi đấy. Mày muốn dạy dỗ ai à? Anh sợ cái gì? Cùng lắm ý thì cũng chỉ là cái con giang hồ quèn, còn ai lớn hơn ở đây nữa? Ngọc, đồ nhát gan. Sao, muốn lấy lại công bằng đúng không? Được, để tôi nói cho mà biết, con danh này nó dám ngủ với người yêu tôi. Đúng là nhìn mặt mà không thể bắt hình dong được mà. Không phải như vậy, là anh ta giở trò bắt tôi đến đây để cưỡng em. Đến bây giờ mày còn cãi à? Mày muốn chết đúng không? Mẹ kiếp, mày thử đóng vai một sợi tóc của nó xem. Mày là con nào mà chõ cái mồm vào đây hả? Mày có biết người yêu tao là ai không? Anh ấy cầm đầu cả một khu phố rồi đấy. Khôn hồn ý thì bảo con danh này quỳ xuống xin lỗi tao thì còn có được mà sống nhá. Mày cái tay con này, mày có biết chị Trang là ai không hả? Bỏ ra. Bà cái thứ hạng chúng mày á, chị tao ấy là chủ tịch tập đoàn Cầu Thị, còn nếu mà động đến ấy thì bố chúng mày không cứu được chúng mày đâu. Chủ tịch á? Mày đừng có nói khoác nữa. Chủ tịch? Ôi dồi ôi, cái ngữ này mà làm chủ tịch á, có mà chủ tịch hội tiểu tam ấy. Cô không sao đâu, chuyện này thì mày tính thế nào? Em không biết, đây là em gái của chị. Hay là coi như mình không có chuyện gì xảy ra chị nhá. Bây giờ thu dọn xong mình đi về. Anh bị làm sao đấy à? Không thể kết thúc dễ dàng này được nhá. Đúng rồi đấy, làm sao có thể kết thúc thế này được? Em gái của con Bi này mà chúng mày cũng dám động vào à? Chúng mày to gan thật đấy. Chị là chị Bi ạ? Đúng vậy, ý kiến cái gì đó? Dạ không ạ. Hả? Làm gì có đâu ạ. Thực sự thì chuyện này Nói, lúc này tay nào của mày động vào em gái tao? Tính tao dễ nói chuyện, chỉ cần phế một cái tay là coi như xong chuyện. Dạ chị ơi, chị cho em xin, em không biết đây là em gái của chị ạ. Chị cho em xin. Nếu đây không phải là em gái tao mà là người ngoài thì mày còn bán người ta đi à? Mày đúng là thằng khốn nạn mà. Dạ vâng, em biết em khốn nạn rồi ạ. Chị tha lỗi cho em lần này. Em biết em khốn nạn. Chị, ta đã nói anh em trong nghĩa đoàn không bao giờ được bắt cóc, cưỡng hiếp hay là bắt nạt kẻ yếu. Mày đã quên rồi à? Dạ
Dạ vâng, em hứa từ bây giờ em sẽ không như thế nữa đâu ạ. Em hứa ạ. Chị, thôi chị ạ, đừng vì loại người này mà tay của mình phải nhuốm máu. Dạ vâng, đúng đấy ạ, đừng vì em mà để tay nhuốm máu chị ạ. Đây là vì nể tình em tao, nên tao tha cho mày. Nhưng mà từ bây giờ, mày sẽ không còn là anh em trong nghĩa đoàn nữa. Sống chết, không liên quan gì đến tao. Đây là tao tát thay em tao. Mày nên cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nó chưa bị làm sao đấy. Không thì mày đừng mong bước khỏi đây. Tao cảnh cáo mày đấy. Chị nên xem lại cách nhìn người của mình đi. Đừng vội tin những kẻ trăng hoa. Và đừng bao giờ từ bụng ta suy ra bụng người. Theo tôi được biết thì chị là thư ký của tập đoàn Đức Thành. Thật không may cho chị, tôi lại có quen biết chủ tịch ở bên đấy. Nhờ chị ngày mai hẹn anh ta ra uống cà phê. Chị chỉ cần nói là có chủ tịch của tập đoàn Kiều Thị hẹn anh ta đi bàn làm ăn là được. Hồ sơ của bên công ty đối thủ, em đã tổng hợp và phân tích, anh xem xét đi. Anh cảm ơn, em cũng vất vả rồi. Anh mới là người vất vả ấy. Mà đêm hôm qua anh lại mất ngủ đúng không? Vất vả làm sao được bằng em. Mấy tập tài liệu này, chắc là mấy đêm rồi em không ngủ được đúng không? Anh nói rồi, em làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe, không là anh đau lòng lắm nhá. Anh mà cũng biết lo cho em á. Em tưởng anh quên em luôn rồi chứ. Mà từ má anh ý, còn có một cô vợ xinh đẹp đang chờ anh về để chiều chuộng đấy. Em lại nói linh tinh rồi đấy. Linh tinh hay không ý, thì em với anh là người hiểu nhất. Mà thôi, em đi ra ngoài đây. Không nhân viên lại nói ra nói vào, không hay đâu. Anh làm việc xong nghỉ ngơi đi nhá. Anh biết rồi. Cô ra đây có việc gì? Tôi đã biết hết chuyện của cô và anh Trung rồi. Vậy thì sao? Cô không biết xấu hổ hay sao mà còn hỏi như vậy? Anh Trung, anh ấy là người đã có vợ. Tại sao cô cứ phải bám giết lấy anh ấy? Anh Trung cần thì có sao đâu. Mà tốt nhất ý, cô nên về nhà yên phận làm vợ chủ tịch đi. Tôi cũng không tranh với cô đâu. Tôi biết, thứ cô cần là tiền. Bây giờ cô cứ nói với tôi, cô cần bao nhiêu, tôi sẽ cho cô. Cô đưa tiền cho tôi á? Thế cô có bao nhiêu? Tôi ở bên anh Trung ý, có công việc mà bao nhiêu người mơ ước. Lại còn hàng ngày được gần gũi với anh Trung. Muốn nhà thì có nhà, muốn xe thì có xe. Cô nghĩ tôi cần mấy đồng bạc lẻ của cô á? Thế đâu có ngu. Con dạy con này, cho mày tiền là tốt cho mày lắm rồi. Mày lại có muốn gì? Hay để bố cho người đến rạch mặt mày? Tao thách hai chị em mày đấy. Nói được thì phải làm được, chứ đừng đứng đây dọa tao. Nếu như một việc gì nữa, tôi đi. Ở công ty còn rất nhiều việc cần tôi giải quyết. Tôi còn phải làm việc, còn phải chăm sóc chồng của cô nữa. Tôi xin cô, tôi rất là yêu anh Trung. Tôi xin cô hãy buông tha cho anh ấy. Cô bỏ tôi ra. Tôi xin cô hãy tha cho anh ấy để gia đình tôi được bình yên. Cô bỏ tôi ra. Cô đã không giữ được anh Trung ý, thì tìm đến tôi cũng không có ích gì đâu. Tốt nhất cô nên về nhà yên phận làm vợ chủ tịch đi.
tôi cũng không tranh với cô đâu. Không được, cô phải hứa với tôi. Hôm nay cô phải hứa với tôi là cô buông tha cho anh ấy. Tôi xin cô, hay là cô chuyển công tác đi. Cô bị làm sao đấy? Anh Trung không có tôi ý, thì cũng có người khác. Mà tôi còn hơn mấy đứa đàn bỏ kia nhiều nhá. Thôi, tôi đi đây. Tôi xin cô. Chị, không được gì mà như thế cả. Riêng con danh con này, cứ phải để cho chúng nó đến rạch mặt ra thì mới biết. Đơn em đã ký. Ngày mai anh mang lên tòa. Chúng ta coi như không còn liên quan gì đến nhau nữa. Kìa em, anh xin em đấy. Bây giờ em lại bỏ anh đi sao? Hả? Em... bỏ cái tay ra. Ngày mà anh còn làm ăn thành đạt thì anh lại bỏ chị thôi, đi nuôi bồ nhí ở bên ngoài. Đến bây giờ anh phá sản rồi, anh lại đòi chị tôi phải ở bên anh á? Làm gì có chuyện đấy. Anh bây giờ đã mất tất cả rồi. Em cũng... Đúng vậy. Trước kia anh giàu có, anh ra ngoài cặp kè với biết bao nhiêu cô gái, anh có quan tâm gì đến tôi không? Vậy thì tại sao bây giờ anh phá sản, tôi lại phải ở bên chịu khổ cùng với anh? Anh ký vào đơn đi. Từ giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh tự lo liệu cho bản thân mình đi. Mà anh phá sản rồi ấy, để xem bên cạnh anh còn có bao nhiêu cô nhân tình nữa. À, mà còn cái cô thư ký của anh ấy, chắc giờ này cũng đi tìm bến đậu mới rồi nhỉ. Không ngờ là anh cũng có ngày hôm nay. Mày! Được, chị em các người được lắm. Lúc tôi còn làm chủ tịch thì chị em các người bỡ đỡ tôi. Tao nói cho mày biết, mày tiêu tiền của tao cũng không ít đâu, mày hiểu chưa? Các người muốn đi, ok, đi đi. Đi em đi! Trách ai bây giờ đây? Anh tự trách bản thân mình đi. Đi chị. Sao lại vào nhà tôi hả? À, cô ngày xưa là thư ký, là tình nhân của tôi. Mà bây giờ tôi có phải là chủ tịch nữa đâu. Cô đến đây là cái gì? Về đi. Em không đi. Anh vẫn có thể làm lại được cơ mà. Anh tỉnh lại đi. Cô bảo tôi làm lại á? Cô nghĩ tôi làm lại được nữa à? Bây giờ tôi mất tất cả rồi. Gia đình tôi, sự nghiệp của tôi. Anh tỉnh lại đi. Trước kia anh cũng hai bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp. Bây giờ thì anh có thể, nhưng mà em xin anh, em xin anh hãy tỉnh lại đi. Đúng. Trước kia tôi làm chủ tịch, xung quanh tôi lúc nào mà chả có bóng hồng nhá. Tôi kể cho cô xem này. Lam này, Lan Ngọc. Cô thấy tôi giỏi không? Đúng vậy, anh sẽ làm lại được mà. Em xin anh đấy. Cô nghĩ tôi có thể làm lại được sao? Đúng vậy, em tin anh, chắc chắn anh sẽ làm lại được mà. Vì anh là sếp của em. Em không tin anh thì em tin ai? Anh nói anh đã phá sản rồi, em hiểu chưa? Anh không còn là sếp của em nữa. Thôi, em đi đi. Anh chỉ là một thằng trắng tay thôi. Em không đi.
phá sản thì sao chứ? Mình vấp ở đâu thì mình đứng đây ở đó. Đã không còn là gì rồi, em đến đây để làm cái gì? Thôi, em đi đi. Em không đi. Mất tất cả thì mình tìm lại. Anh còn sức khỏe, còn tuổi trẻ thì anh sợ cái gì chứ? Anh... Anh cầm lấy đi. Lấy lại tự tin, mình sẽ làm lại từ đầu. Anh không cần của bố thí. Em không bố thí cho anh. Đây coi như là tiền em đầu tư cùng anh. Em bỏ tiền, anh bỏ sức thì mình sợ cái gì cơ chứ? Vì sao? Chẳng vì sao cả. Anh cứ coi như là em chán cảnh đi làm thuê rồi. Giờ em muốn làm bà chủ. Nhưng nhớ đâu anh. Không nhưng gì hết. Chưa bắt đầu mày đã sợ sao? Em là người bỏ tiền thì anh lo cái gì cơ chứ? Trong này có 15 tỷ. Anh cầm lấy và lấy lại những gì chúng ta đã mất. Em lấy đâu ra lắm tiền thế? Anh còn nhớ căn biệt thự và cái xe anh mua cho em rồi chứ? Em đã bán hết rồi. Em... Anh không cần nói gì cả. Nếu muốn cảm ơn em thì hãy đứng lên, vực dậy lại đi. Ngọc. Dạ. Có việc gì vậy anh? Mình kết hôn đi. Kết hôn đi ạ? Sao anh lại? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ công ty của chúng ta đã lên sàn, mọi thứ cũng đã ổn định. Anh muốn cho em một gia đình hạnh phúc. Làm vợ anh nhé. Vào đi. Tìm anh mãi, may mà gặp được anh ở đây. Cô tìm tôi có chuyện gì? Anh, em sai rồi. Mình làm lại từ đầu nhá. Em hứa, em sẽ là... Thôi, đã quá muộn rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn sống với Ngọc. Cô hãy tự tìm hạnh phúc cho mình đi. Cô ta... Anh muốn sống với loại bồ nhí như cô ta? Tại sao bao nhiêu năm qua rồi mà anh vẫn không thể quên được cô ta? Đủ rồi đấy. Cô đừng dùng từ bồ nhí trước mặt tôi nữa. Để tôi nói cho cô biết, Ngọc bây giờ sẽ là vợ sắp cưới của tôi. Anh muốn bỏ vợ để cưới cô ta sao? Cô nói lại đi. Ai là người bỏ ai trước? Lúc anh ấy phá sản, chán nản, bê bát thì lúc ấy cô ở đâu? Hay là cô đã vội vàng chạy theo người khác rồi? Bây giờ anh ấy thành đạt, cô đòi quay lại á? Trên đời này làm gì có những chuyện gì dễ dàng như thế? Cô thì hơn tôi chắc. Lúc anh ấy phá sản, cô cũng bỏ anh ấy mà đi. Cô có tư cách gì mà nói tôi? Như nào là không có tư cách? Những lúc tôi gặp khó khăn, những lúc tôi gục ngã, chính Ngọc là người đã kéo tôi dậy. Cô ấy đã phải bán cả nhà, bán cả xe để đưa cho tôi tiền, cô hiểu chưa? Những lúc như thế, cô ở đâu? Hay là cô chỉ muốn chấm dứt với tôi càng sớm càng tốt? Đúng, ngày xưa tôi có lỗi với cô. Nhưng cô nghĩ lại mà xem,
Tiền tôi trợ cấp cho gia đình cô, nó không hề nhỏ. Bây giờ tôi với cô, không ai nợ ai. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu. Chào cô. Vâng, đi thôi em. Vào. Em chào anh. Ô, Minh đấy à? Dạ. Có đến xin được à? Vâng ạ. Ừ, ra kia ngồi đi. Dạ vâng. Cô ngồi đi. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn. Không có anh thì chắc chẳng chỗ nào nhận em vào làm á. Có gì đâu, cậu khách sáo quá. Chỗ anh em mà. Bây giờ tôi chỉ cần cậu có ý chí phấn đấu, tiến thủ là được. Cứ cố gắng làm ăn. Với cả có cái chuyện gì khó khăn ấy thì cậu cứ nói với tôi, đừng có ngại. Dạ vâng. À mà anh ơi, trưa nay hai anh em mình đi ăn nhá. Không cần đâu, tôi biết cậu đang khó khăn mà. Ừ, anh giúp đỡ em nhiều như thế, trưa nay nhất định anh phải nhận cho em. Thôi rồi, thế thì trưa nay nhá. Dạ vâng ạ. Thế em xin phép mà em đi về trước, em đặt chỗ. Sao cậu không đi cùng luôn với tôi? Dạ thôi, để tí em đi xe của em đến xong đi về chỗ tiện ạ. Ừ, có gì cậu đi trước đi, thì tôi chạy ra sau. Em đặt hồ sơ trên kia. Ừ, cậu cứ đặt trên kia rồi. Dạ vâng. Tôi bảo rồi, cậu bày vẽ nhà hàng làm cái gì, ăn gì đơn giản thôi cũng được mà. Dạ, bởi vì anh là chủ tịch nên... Cậu khách sáo quá, mình là anh em, cậu mời tôi tô phở là tôi vui rồi. Dạ vâng, anh ngồi đi đã. Tại vì ở đây có món lẩu bu ngon lắm anh ạ, em đặt bàn trước rồi mà. Chào anh chị ạ, em có thể giúp gì cho anh chị ạ? Để xe ra ai mà đi được. À, dạ vâng ạ, anh chị đợi em một chút ạ. Cho nó gọn vào. Anh chị đợi em một chút để em gọi người ra lấy ạ. Ôi giời ơi, anh lên. Anh lên. Vâng ạ. Cái nhà hàng kiểu gì không biết được. Thời đại nào rồi mà còn đi cái xe kia để đi nhà hàng nữa anh nhỉ? Úi, chắc là nhân viên của nhà hàng này mà. Tiền không có để mua xe máy ấy, làm sao mà có tiền để ăn ở cái nhà hàng này. Anh nói cũng đúng đấy. Nhưng mà hèn thật. Em xin lỗi anh ạ. À, hai anh ơi, cái chiếc xe đạp điện ở ngoài kia có phải là của hai anh không ạ? À, là xe của anh ấy. Dạ vâng, anh có thể giúp em dắt chiếc xe ra được không ạ? Tại vì chiếc xe đang bị khóa. Em xin phép ra ngoài dắt xe ạ. Ừ, cậu đi đi. Anh chị đợi em tí ạ.
xin lỗi anh thông cảm với em. Thời đại nào rồi đi ăn nhà hàng này còn đi cái đống sắt vụn này. Mày khóa cái đống sắt vụn này vào làm cái gì? Mày có để ở đấy ấy, chả ai thèm lấy của mày đâu. Linh à, sao bây giờ tao trông mày thảm hại thế? Em quen cái thằng cha sắt vụn này à? Thì trước kia nó cũng thuộc cái hạng con nhà giàu nên là mới chơi cùng ấy chứ. Chứ bây giờ á, cuộc đời đúng là lên voi xuống chó mà. Nhục. Em ấy chỉ hợp đi với cả bốn bánh thôi. Thôi, đi đi anh. Có chuyện gì ấy? Sao mặt cậu buồn vậy? Không có chuyện gì đâu anh. Tưởng nhân viên nhà hàng, hóa ra là cũng đưa người đến đây ăn à? Có tiền không? Hay là để tao thanh toán cho? Bọn tôi không khiến. Đi cái xe đạp điện ghê, tao cũng xí á. Dạ, em chào anh chị ạ. Anh chị đã đặt bàn chưa ạ? Anh là khách VIP, còn phải hỏi à? Còn phòng VIP không? À, dạ xin lỗi anh chị. Hiện tại thì nhà hàng em lại hết phòng VIP mất rồi ạ. Anh chị có thể dùng tạm phòng này được không ạ? Hết phòng VIP rồi, đi chỗ khác ăn em này. Ừ thôi, đi đi anh. Em cũng không muốn ngồi với mấy cái loại thấp hèn này đâu. Thật không ngờ cái nhà hàng sang trọng như thế này mà lại tiếp cái loại người như thế này. Đi. Người em, anh làm vậy là có ý gì? Tại sao lại phá xe của cậu ấy? Vì sao? Sao à? Bồi thường đi chứ. Đách bồi thường ấy. Mày làm gì được tao? Không bồi thường à? Minh, mày phá xe nó cho anh. Mày dám? Anh ơi, thôi, xe của em cũng không bị làm sao mà. Này, này anh em, nhìn đi. Mày có biết xe là xe gì không? Xe này là xe Lexus LS600, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ đấy. Lexus à? Lexus thì tôi cũng biết một chút. Loại mày mà cũng biết á? Nếu mà biết thì tao với mày làm một cuộc đua. Nếu như mày thắng thì tao đền tiền bồi thường cho mày. Được. Mày đã xác nhận con xe của mày chưa? Hả? Mày cũng đi con xe như thế này đúng không? Thế thì cậu đi ra đây. Đây, cậu nhìn cho kỹ vào. Thế đã đủ trình nói chuyện với cậu chưa? Ôi, xe đẹp thế. Đây có phải là xe của anh Trung, chủ tịch tập đoàn Đức Thành đúng không ạ? Đúng, tôi Trung đây. Anh ơi, rất vui làm quen với anh ạ. Dạ, anh ạ. À, anh cho bọn em xin lỗi ạ. Đúng rồi. Này, đợi em chút. Tôi xin lỗi nhá. Coi như đây là tiền bồi thường tôi đã làm học xe của cậu. Thôi rồi, lần này tôi bỏ qua. Lần sau ấy, cậu làm gì thì suy nghĩ kỹ vào. Đừng để
Tiền mất, tật mang. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Minh, anh về công ty trước đây. Có gì chú lấy xe, xong về cùng luôn với anh. Dạ vâng. Ừ. Chết rồi anh ơi, sang tháng mình có một cái hợp đồng làm ăn với công ty Đức Thành, làm thế nào bây giờ?